7. Ra quyết định. Làm chủ sự do dự. Bước thứ 7 đến nấc thang giàu có. Tôi đã phân tích hàng ngàn trường hợp thất bại và nhận thấy rằng sự thiếu quyết toán gần như đứng đầu trong danh sách 30 nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Đó không phải là lý thuyết mà là thực tế. Do dự, đối lập với quyết đoán, là kẻ thù chung mà hầu hết chúng ta phải chế ngự nếu muốn thành công. Bạn sẽ có cơ hội để kiểm tra liệu mình có khả năng đưa ra quyết định nhanh, cụ thể và dứt khoát trong công việc sau khi đọc xong cuốn sách này và vận dụng những nguyên tắc ở đây vào thực tế hay không. Phân tích của tôi về hàng trăm người có tài sản trên 1 triệu đô la Mỹ cho thấy một thực tế là mỗi người trong số họ đều có thói quen đưa ra quyết định nhanh chóng và nếu có thay đổi thì rất chậm. Ngược lại, những người thất bại trong việc làm giàu hay có thói quen quyết định thì rất chậm, nhưng thay đổi quyết định lại nhanh chóng và thường xuyên. Một trong những phẩm chất nổi bật nhất của Henry Ford là quyết định nhanh, rõ ràng và rất ít khi chịu thay đổi chúng. Thói quen này ảnh hưởng tới Ford sâu sắc đến mức nó làm ông nổi tiếng vì sự bướng bỉnh và ngoan cố của mình. Có những người cho rằng chính sự ương bướng này đã khiến cho ông tiếp tục sản xuất chiếc xe hơi lừng danh Model T, kiểu xe xấu nhất thế giới, trong khi tất cả các cố vấn và khách hàng đều muốn ông thay đổi sang một kiểu mới. Có lẽ ngài Ford đã mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định thay đổi. Nhưng hãy nhìn vào một khía cạnh khác của câu chuyện, đó là tính kiên định và chắc chắn quyết định đó đã mang lại cho ông một tài sản cách xù trước khi việc thay đổi mẫu mã là cần thiết. Không còn nghi ngờ gì nữa, thói quen quyết định rõ ràng và nhất quán đã khiến cho ông trở thành một người bướng bỉnh, nhưng phẩm chất này còn tốt đẹp hơn rất nhiều so với những người có tính cách đưa ra quyết định chậm, còn thay đổi chúng thì lại nhanh. Phần lớn những người không kiếm đủ tiền để trang trải cho cuộc sống thường là những người dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác. Họ cho phép báo chí và những người hàng xóm ngồi lê đôi mách suy nghĩ thay cho mình. Thực tế, ý kiến chính là mặt hàng rẻ tiền nhất trên trái đất này. Mỗi người đều có hàng đống ý kiến và sẵn sàng tặng cho những ai muốn nghe. Nếu bạn muốn là người thường bị tác động bởi những ý kiến của người khác, thì bạn sẽ chẳng thành công trong bất cứ lĩnh vực gì. Chứ chưa nói đến việc biến khát khao của bạn thành tiền bạc. Nếu bạn phụ thuộc quá nhiều vào ý kiến của người khác, bạn sẽ không có ước mơ của riêng mình. Hãy giữ vững lập trường khi bạn bắt đầu áp dụng các nguyên tắc được đề cập trong cuốn sách này. Hãy tự đưa ra quyết định của mình và làm theo kế hoạch đặt ra. Đừng để ai ảnh hưởng đến niềm tin của bạn, ngoại trừ những thành viên trong nhóm trí tuệ. Và phải chắc chắn là bạn chỉ chọn trong nhóm này những người có thể hiểu, thông cảm và phù hợp với mục tiêu của bạn. Bạn bè và họ hàng gần gũi nhiều khi vô tình vẫn hay cản trở chúng ta bằng những ý kiến đủ loại, và đôi khi bằng cả sự chế nhạo, dù mục đích chỉ là vui đùa. Hàng ngàn người mang mặc cảm tự ti suốt cuộc đời chỉ vì một vài người xung quanh, tuy có ý tốt nhưng ngu xuẩn, đã phá hủy công việc của họ bằng những ý kiến hay những lời chế nhạo. Bạn có tâm hồn và khối óc của riêng mình, hãy sử dụng nó và tự mình đưa ra quyết định. Bạn cần tìm hiểu các thông tin, dữ liệu cho quyết định của mình và đừng nên tiết lộ cho người khác mục đích của những hành động đó. Một đặc điểm của những người có kiến thức nông cạn là họ chỉ luôn cố tỏ ra thông thái. Họ luôn nói quá nhiều nhưng lại nghe quá ít. Hãy nghe và quan sát thật nhiều nhưng nói ít thôi, nếu bạn muốn học cách quyết định nhanh. Những người nói nhiều thường là những người làm ít. Nếu bạn là người nói nhiều hơn nghe, bạn sẽ có ít cơ hội tiếp thu được nhiều điều bổ ích mà còn để lộ kế hoạch hành động của mình cho những người hay ghen ghét đố kỵ với bạn. Hãy nhớ rằng, khi bạn nói trước một người có kiến thức uyên thâm, bạn đang cho người đó biết chính xác bạn thiếu những kiến thức gì. Một người khôn ngoan và thông minh sẽ là người khiêm nhường và biết im lặng lắng nghe. Có một điều quan trọng là không ai muốn từ bỏ cơ hội để trở thành người giàu có hoặc thành đạt. Vì vậy, nếu là người thích chia sẻ những dự định của mình, thì xin đừng cảm thấy bàng hoàng khi một người nào đó đánh bại bạn bằng cách thực hiện kế hoạch của bạn trước. Kế hoạch mà bạn đã ngốc nghếch tiết lộ cho họ. Vì vậy, việc đầu tiên bạn làm đó là học cách im lặng lắng nghe và quan sát nhiều hơn. Để luôn nhắc nhở mình, hãy viết lớn dòng chữ dưới đây và treo lên chỗ mà bạn có thể dễ dàng nhìn thấy hàng ngày. Hãy cho cả thế giới biết
điều bạn định làm, nhưng trước tiên hãy thực hiện nó. Còn đây là một câu nói tương tự khác. Hành động chứ không phải là lời nói mới là thứ có giá trị nhất. Tụi mình có một chút nhắn gửi đến các bạn thính giả. Nguồn thu của kênh hiện tại phụ thuộc hoàn toàn vào việc bán sách, nên kinh phí rất hạn hẹp. Nếu yêu thích cuốn sách mà kênh đang truyền tải, bạn có thể nhấn vào link dưới phần mô tả hoặc bình luận để mua sách ủng hộ cho tác giả cũng như radio kết nối, để tụi mình có thêm động lực thu âm nhiều cuốn sách mới hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Một quyết định mang đến tự do hay cái chết. Giá trị của những quyết định phụ thuộc vào sự can đảm để thực hiện nó. Những quyết định vĩ đại làm nền móng cho văn minh của nhân loại đã được đưa ra bất chấp những rủi ro lớn, thậm chí có khả năng phải hy sinh tính mạng của người dám đưa ra quyết định. Bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ nổi tiếng đã mang lại tự do cho các nô lệ ở nước Mỹ, được Tổng thống Lincoln công bố. Dù ông hiểu rằng sau hành động đó thì sẽ có hàng ngàn người bạn và những người đang ủng hộ ông về mặt chính trị sẽ quay lưng lại với ông. Ông cũng hiểu rằng việc thực hiện bản tuyên ngôn này sẽ khiến cho hàng ngàn người phải chết trên chiến trường, thậm chí nó đe dọa đến cả tính mạng của ông. Hành động ấy cần một dòng cảm xúc rất lớn. Việc nhà triết học Socrates quyết định uống thuốc độc chứ không phản lại niềm tin của mình chính là một quyết định đầy dũng cảm. Nhiều thế kỷ trôi qua, nhưng chính nhờ những quan điểm của ông mà ngày nay chúng ta có được quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng. Quyết định của tướng Robert Lee ly khai liên bang và đứng về phía miền Nam cũng là một quyết định dũng cảm, bởi ông hiểu rằng hành động đó có thể khiến ông và những người khác thiệt mạng. Quyết định vĩ đại nhất mọi thời đại mà công dân Mỹ nào cũng biết được đưa ra vào ngày 4 tháng 7 năm 1776 tại Philadelphia, khi 56 chính trị gia đặt bút ký vào một văn bản mà họ biết rõ sẽ đem lại tự do cho nước Mỹ hoặc là giá treo cổ cho cả 56 người này. Có thể bạn đã từng biết đến câu chuyện nổi tiếng này, nhưng chưa chắc đã rút ra được bài học ẩn chứa trong đó cho bản thân mình. Tất cả chúng ta đều nhớ đến ngày quyết định trọng đại này được đưa ra, nhưng ít ai trong chúng ta biết được sự ra đời của quyết định này đòi hỏi những người soạn thảo phải dũng cảm như thế nào. Chúng ta nhớ lịch sử thông qua những gì người ta dạy cho chúng ta. Chúng ta nhớ những ngày tháng và tên tuổi của những người chiến sĩ. Chúng ta nhớ những sự kiện Valley Forge, Yorktown. Chúng ta nhớ đến George Washington và Lord Cornwallis. Nhưng liệu chúng ta có hiểu gì về sức mạnh thực sự đằng sau những con người này? Ngày tháng và sự kiện này, sức mạnh vô hình đã mang lại tự do cho nước Mỹ rất lâu trước khi quân đội của Washington tiến tới Yorktown. Chúng ta đọc lịch sử của cách mạng Mỹ và đã sai lầm khi nghĩ rằng George Washington là người cha của đất nước, rằng ông chính là người giành lại tự do cho chúng ta, trong khi Washington chỉ là nhân vật phụ bởi chiến thắng của ông đã được đảm bảo khá lâu trước khi Lord Cornwallis đầu hàng. Điều này không có mục đích cướp đi bất kỳ vinh quang nào của ông, mà chỉ để giải thích về sức mạnh đáng kinh ngạc đã giúp ông giành thắng lợi. Không có bi kịch nào bị các nhà chép sử bỏ qua. Thậm chí ngay cả dấu hiệu nhỏ nhất của nguồn sức mạnh đã sinh ra và mang đến tự do cho nước Mỹ. Tôi nói đó là một bi kịch vì nó giống hệt như sức mạnh được sử dụng bởi cá nhân để khắc phục khó khăn trong cuộc sống và bắt cuộc sống phải xoay chuyển theo ý chúng ta. Chúng ta hãy xem xét một cách ngắn gọn sự kiện tạo ra sức mạnh này. Câu chuyện bắt đầu với một cuộc bạo động nổ ra tại thành phố Boston ngày 5 tháng 3 năm 1770. Lính Anh lúc đó đang đi tuần trên phố. Sự hiện diện công khai của họ đe dọa người dân. Những người dân mới định cư đến châu Mỹ đã nổi giận và những người có vũ trang hành quân ngay trong lãnh thổ của họ. Họ bắt đầu biểu lộ sự tức giận và phẫn nộ một cách công khai bằng cách ném đá cũng như buông ra những lời không mấy hay ho về đám lính cho tới khi viên sĩ quan chỉ huy ra lệnh bật lưỡi lê tiến lên. Cuộc chiến đã nổ ra. Kết quả là có nhiều người chết và bị thương. Người dân vô cùng phẫn nộ. Cuộc bạo động đã gây ra sự bất bình đến mức hội đồng bang gồm những người định cư uy tín nhất đòi hỏi phải tổ chức một cuộc họp để đưa ra phương án hành động rõ ràng và dứt khoát. Hai người trong hội đồng là George Hancock
và Samuel Adam. Tên tuổi của họ đã được lưu truyền mãi sau này. Đưa ra tuyên bố dũng cảm về sự cần thiết phải có những biện pháp kiên quyết để đuổi lính Anh ra khỏi Boston. Hãy nhớ rằng, chỉ với một quyết định của hai cá nhân đó thôi đã mở đầu cho nền tự do mà nước Mỹ ngày nay được thừa hưởng. Cũng nên nhớ rằng, quyết định mạo hiểm này đòi hỏi phải có sự can đảm và niềm tin mãnh liệt. Samuel Adam được giao nhiệm vụ trở thành người đại diện gặp thống đốc bang Thomas Hutchinson để yêu cầu quân lính Anh rút khỏi thành phố. Yêu cầu này được chấp nhận. Quân đội Anh rời khỏi Boston, nhưng xung đột vẫn chưa chấm dứt. Chính tình huống này đã dẫn đến hoàn cảnh làm thay đổi toàn bộ xu hướng phát triển của nền văn minh. Thật lạ lùng, những thay đổi lớn trong cuộc cách mạng Mỹ và Thế chiến thứ nhất thường bắt đầu từ những hoàn cảnh tưởng chừng không hề quan trọng. Cũng thật thú vị khi những thay đổi này lại thường bắt đầu từ một quyết định rõ ràng trong đầu và chỉ liên quan tới một số ít người. Rất ít ai trong chúng ta hiểu được lịch sử của nước Mỹ đủ để nhận ra rằng chính John Hancock, Samuel Adam và Richard Henry Lee đến từ bang Virginia mới chính là những người cha thực sự của đất nước. Richard Henry Lee là nhân tố quan trọng trong câu chuyện này vì ông là người thường xuyên trao đổi tư từ với Samuel Adam để chia sẻ một cách thoải mái những lo ngại và hy vọng một ngày mai no ấm của người dân địa phương mình. Từ thực tế này, Samuel Adam đã nảy ra ý tưởng trao đổi thư từ thường xuyên giữa 13 bang thuộc địa để mang đến những nỗ lực hợp tác cần thiết nhằm đưa đến giải pháp cho các vấn đề của họ. Tháng 3 năm 1772, hai năm sau vụ đụng độ với lính Anh tại Boston, Samuel Adam trình bày ý tưởng này dưới dạng một bản kiến nghị trước hội đồng bang. Ông đề nghị thành lập ủy ban liên lạc giữa các bang thuộc địa với những ủy viên thường trực, chỉ định rõ ràng trong mỗi bang, với mục đích hợp tác vì quyền lợi cho các bang thuộc địa Mỹ. Hãy ghi nhớ kỹ sự việc này. Đó là điểm khởi đầu của tổ chức sức mạnh mang đến sự tự do cho bạn và tôi. Nhóm trí tuệ ưu tú đã được hình thành. Nó gồm Adam, Lee và Hancock. Ủy ban liên lạc cũng đã được thành lập. Chúng ta có thể thấy bước tiến này đã tăng trưởng sức mạnh của nhóm trí tuệ ưu tú bằng cách bổ sung người từ tất cả các bang thuộc địa khác. Hãy chú ý rằng quy trình này là kế hoạch có tổ chức đầu tiên của người dân thuộc địa đang giận dữ. Liên minh này chính là sức mạnh. Trước đó, dân thuộc địa khắp nơi nổi lên chống lại quân đội Anh một cách lộn xộn, giống như sự kiện Boston nói trên. Nhưng nói chung, không thu được thắng lợi gì do thiếu lực lượng đầu não. Hướng dẫn các lực lượng riêng lẻ và đoàn kết sức mạnh của mọi trái tim, khối óc và tâm hồn để giải quyết vấn đề duy nhất của mọi thuộc địa, vấn đề khó khăn của họ với nước Anh và tất cả những vấn đề cần giải quyết khác. Cho đến khi Adam, Hancock và Lee cùng nhau gây dựng và chỉ đạo. Trong lúc đó, người Anh cũng không hề phung phí thời gian. Họ cũng có một kế hoạch và hình thành liên minh trí tuệ ưu việt của họ với lợi thế có sẵn tiền bạc và lực lượng quân đội được tổ chức tốt. Nhà vua đã bổ nhiệm tướng Thomas Gage thay cho Hutchinson làm thống đốc bang Massachusetts. Một trong những hành động đầu tiên của ngài thống đốc mới là gửi người đến gặp Samuel Adam để cố gắng làm ông chùn bước và sợ hãi. Phân tích và tìm hiểu các sự kiện ra đời bản tuyên ngôn độc lập. Bạn sẽ hiểu được rằng nước Mỹ hùng mạnh nhất thế giới ngày nay đã được sinh ra từ một quyết định hình thành bởi 56 người đàn ông thuộc một nhóm trí tuệ ưu tú. Hãy nhớ rằng quyết định này đã đảm bảo thành công cho quân đội của Washington bởi tinh thần đó được quyết định thấm sâu vào trong con tim của mỗi chiến binh, những người cùng xả thân chiến đấu với ông ta. Tinh thần đó sẽ không thể chấp nhận hài tử thất bại. Cũng xin lưu ý rằng, chính sức mạnh tinh thần đã dẫn dắt dân tộc Mỹ được tự do là một thứ sức mạnh tương tự cần được mỗi cá nhân chúng ta sử dụng để trở thành những con người của tự do. 13 nguyên tắc mô tả trong cuốn sách này chính là 13 nhân tố tạo nên sức mạnh đó. Thật không khó khăn gì khi nhận thấy rõ câu chuyện về bản tuyên ngôn độc lập của chúng ta có chứa đựng ít nhất nội dung của 6 nguyên tắc sau đây là mong muốn, ra quyết định, niềm tin, kiên trì, nhóm trí tuệ ưu tú và kế hoạch có tổ chức.
thông suốt toàn bộ triết lý của cuốn sách này, bạn sẽ hiểu rằng mong muốn cháy bỏng được hậu thuẫn bởi tư duy có xu hướng biến thành vật chất tương đương. Trước khi chúng ta đi tiếp, tôi muốn gợi ý với bạn về một thứ mà bạn có thể tìm thấy trong câu chuyện này và trong câu chuyện lịch sử thành lập tập đoàn thép Mỹ ở chương 2. Đó là một mô tả hoàn hảo về phương pháp tạo nên bước chuyển đáng kinh ngạc này. Nếu bạn muốn biết bí mật của phương pháp này, đừng chờ đợi phép màu bởi bạn sẽ chẳng thể tìm thấy nó. Bạn sẽ chỉ tìm thấy những quy luật muôn đời của tạo hóa. Những quy luật này có thể áp dụng cho bất kỳ ai có đủ niềm tin và lòng dũng cảm để sử dụng chúng. Chúng có thể được sử dụng để đem lại cho một quốc gia hay để tích lũy của cải đạt được một thành công lớn lao nào đó. Sẽ không có mức giá nào có thể tiết kiệm được thời gian cần thiết để hiểu và sử dụng chúng. Những người đưa ra quyết định nhanh chóng và rõ ràng biết rất rõ họ muốn gì và thường đạt được những mục tiêu của mình. Những người lãnh đạo trong mọi lĩnh vực luôn đưa ra quyết định nhanh chóng và rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân chính giải thích lý do tại sao họ trở thành lãnh đạo chứ không phải là người khác. Thế giới bao giờ cũng tôn vinh và đánh giá cao những người có lời nói đi đôi với việc làm. Điều đó thể hiện rằng anh ta biết mình đang ở đâu và phải làm gì. Tính thiếu quyết đoán là một thói quen thường bắt đầu từ khi bạn còn rất trẻ. Thói quen này trở nên cố hữu hơn khi bạn học phổ thông, học trung học, rồi thậm chí là lên đại học mà không hề có một mục đích rõ ràng nào. Điểm yếu cơ bản của hệ thống giáo dục đó là họ đã không dạy cũng như không khuyến khích thói quen của việc làm đưa ra quyết định cụ thể. Sẽ rất có ích nếu không trường đại học nào chấp nhận một học sinh trừ khi hoặc cho đến khi cậu ta đưa ra được một mục đích của mình trong việc trúng tuyển vào đại học. Sẽ còn có ích hơn nữa nếu mọi học sinh trong các trường phổ thông đều buộc phải được đào tạo thói quen đưa ra quyết định và buộc phải vượt qua kỳ kiểm tra đó trước khi lên lớp. Thói quen thiếu quyết đoán đi theo sinh viên vào những ngành nghề mà họ lựa chọn. Nhiều sinh viên sau khi ra trường tìm kiếm bất cứ việc gì có thể, miễn là có một công việc. Những người đó bao giờ cũng là những người thiếu quyết đoán. 98% những người làm công ăn lương hiện nay đang ở vị trí công việc của họ bởi họ thiếu quyết định rõ ràng để lập một kế hoạch cho một vị trí cụ thể và hiểu biết để lựa chọn một ông chủ phù hợp. Quyết định rõ ràng và dứt khoát luôn đòi hỏi sự can đảm, đôi khi phải là cực kỳ can đảm. Như chúng ta đã đề cập ở trên, 56 người đã đặt cược sinh mạng của mình để đưa ra quyết định ký tên vào bản tuyên ngôn độc lập. Những người có được quyết định rõ ràng để nhận được một công việc cụ thể và bắt cuộc sống đúng như những gì anh ta đáng được nhận sẽ không đặt cược cuộc sống của mình vào quyết định đó. Nhưng anh ta sẽ đặt cược tự do kinh tế của bản thân mình vào đó. Độc lập về tài chính, giàu có, công việc mong muốn và những vị trí cao trong công việc sẽ không thể đến với một người hờ hững, thiếu tham vọng, thiếu kế hoạch và không thật sự khao khát những điều đó. Bất cứ ai có đam mê và mong muốn trở nên giàu có mạnh mẽ như tinh thần của Samuel Adam, khao khát tự do cho các vùng thuộc địa, anh ta chắc chắn sẽ trở nên giàu có. Trong chương 6 về kế hoạch có tổ chức, bạn đã được biết những hướng dẫn đầy đủ về việc quảng bá năng lực cá nhân. Bạn cũng sẽ được chỉ dẫn về việc làm thế nào để chọn người chủ mà bạn thích và công việc cụ thể mà bạn muốn làm. Những người hướng dẫn này sẽ chẳng có giá trị gì trừ khi bạn có một quyết định cụ thể đưa chúng vào kế hoạch hành động và phải theo đuổi kế hoạch đó với sự bền bỉ. Đó chính là bước thứ 8 để thành công. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Kết Nối Sách. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. 8. Kiên trì. Những nỗ lực liên tục cần thiết để tạo lập lòng tin. Bước thứ 8 trên nấc thang giàu có. Sự kiên trì là nhân tố cần thiết trong quá trình biến mong muốn thành sự thực. Sức mạnh ý chí là nền tảng của sự kiên trì. Sức mạnh ý chí kết hợp đúng đắn với niềm đam mê sẽ đem lại thành quả vô cùng lớn và chắc chắn bạn sẽ thành công. Nhìn chung, mọi người thường hiểu sai về những con người giàu có hay nhiều tài sản lớn trong tay. Họ cho rằng đó là những kẻ máu lạnh và đôi khi là tàn nhẫn. Thực tế thì do mọi người không hiểu nổi họ. Mọi người chỉ nhìn thấy thành quả của họ và không hiểu rằng những gì họ có được là nhờ sức mạnh của ý chí kết hợp với lòng kiên định để đảm bảo họ sẽ đạt được mục tiêu của mình. Henry Ford được xem là người lạnh lùng và bảo thủ. Đó là một quan niệm sai lầm vì nhiều người không hiểu rằng đó là thói quen của ông trong việc bền bỉ
thực hiện kế hoạch của mình. Hầu hết tất cả chúng ta đều sẵn sàng từ bỏ mục tiêu và dự định của mình khi vấp phải những khó khăn đầu tiên. Có rất ít người bất chấp mọi khó khăn mà chiến đấu đến cùng cho tới khi đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Đó chính là những người như Ford, Carnegie, Rockefeller, Edison và những con người đã đạt được thành công khác trên thế giới. Bản chất từ kiên định không hề có ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng những con người có phẩm chất này cũng giống như có carbon cần để tôi thép vậy. Bạn cần áp dụng tất cả 13 nguyên tắc của triết lý làm giàu này nếu bạn muốn trở nên giàu có. Bạn phải thấu hiểu rồi áp dụng 13 nguyên tắc đó với lòng kiên trì mới có thể thành công được. Nếu bạn đã làm theo chỉ dẫn của cuốn sách này với mục đích để áp dụng chúng vào thực tế, thì bước kiểm tra đầu tiên về tính kiên trì của bạn sẽ là việc thực hiện 6 bước đã được trình bày ở chương 1. Trừ phi bạn là một người trong số ít những người có mục tiêu rõ ràng để hướng đến và một kế hoạch cụ thể để theo đuổi, bạn có thể đọc hướng dẫn này mà không bao giờ ứng dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Tôi yêu cầu bạn tự đánh giá bản thân về điểm này, vì thiếu kiên trì là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Kinh nghiệm của hàng nghìn con người cho thấy rằng thiếu kiên trì là điểm yếu chung của hầu hết tất cả mọi người. Tuy vậy, điểm yếu này hoàn toàn có thể khắc phục được nếu bạn nỗ lực thay đổi. Tất cả phụ thuộc vào mức độ mãnh liệt trong mong muốn của bạn. Thành công nào cũng bắt đầu từ khát vọng và ước mơ. Bạn hãy luôn nhớ lấy điều này. Khát vọng yếu ớt chỉ đem lại kết quả yếu ớt, cũng như lửa nhỏ không thể sưởi ấm được lâu. Nếu bạn nhận thấy mình là người thiếu kiên trì, hãy nhóm lên ngọn lửa lớn cho mong muốn của mình. Tiếp tục đọc hết chương này, sau đó quay lại chương 1 và ngay lập tức thực hiện 6 bước đã được hướng dẫn. Nếu bạn hăng hái làm theo những hướng dẫn này, điều đó chỉ ra rõ ràng bạn thực sự khát khao tích lũy tiền bạc. Nếu bạn nhận thấy mình thờ ơ, có thể bạn chưa có ý thức về tiền. Nếu mức độ kiên trì của bạn còn yếu, hãy tập trung vào những hướng dẫn nói về sức mạnh của nhóm trí tuệ ưu tú. Hãy sử dụng sức mạnh của nhóm trí tuệ và thông qua những nỗ lực hợp tác của các thành viên trong nhóm, bạn có thể phát triển được tính kiên trì. Có những chỉ dẫn bổ sung trong chương tự ám thị và tiềm thức. Hãy làm theo các chỉ dẫn trong những chương này cho đến khi chúng trở thành thói quen, truyền đến tiềm thức bức tranh rõ ràng về khát khao của bạn. Kể từ lúc đó, tính kiên trì sẽ luôn ở bên bạn. Nếu bạn nỗ lực áp dụng các nguyên tắc mà không thực hiện chúng một cách liên tục và đều đặn, thì chẳng mang lại giá trị gì. Nếu bạn muốn đạt được kết quả tốt, bạn phải thực hiện tất cả các quy tắc cho đến khi chúng trở thành thói quen đồng hành cùng với bạn. Chẳng có cách nào khác để phát triển ý thức tiền bạc cả. Nghèo đói sẽ luôn muốn làm bạn với những người có ý thức hướng về nghèo đói. Giàu sang cũng vậy. Phát triển ý thức về giàu có là một chủ định rõ ràng. Phát triển ý thức nghèo khổ thì không. Ý thức nghèo đói phát triển mà không cần áp dụng những thói quen có lợi cho nó. Ý thức về sự nghèo khổ sẽ tự xâm chiếm tâm trí của những người không có ý thức rõ ràng về tiền bạc. Nếu bạn hiểu thấu những điều trên, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của tính kiên trì trong việc đạt được mục tiêu làm giàu hay thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Nếu bạn thiếu bền bỉ, bạn sẽ thất bại khi cuộc chơi chưa bắt đầu. Nếu có lòng kiên trì, bạn sẽ luôn chiến thắng mọi đối thủ. Những người đã từng gặp cơn ác mộng hay bị bóng đè khi ngủ hiểu rất rõ giá trị của tính cách kiên định, bởi lúc đó bạn cảm thấy mình không thể cựa mình hay cử động chân tay. Dường như có ai đó đang bóp cổ bạn bằng những nỗ lực và ý chí kiên định. Bạn bắt những ngón tay của mình cử động, đầu tiên ở các ngón, rồi đến một bàn tay, sau đó là bàn tay thứ hai, rồi đến cánh tay. Rồi bạn bắt đầu cử động được bắp chân. Cuối cùng thì bạn cũng kiểm soát được toàn bộ cơ thể. Thế nhưng để làm được điều này, bạn cần phải không ngừng cố gắng và từng bước đuổi cơn ác mộng đi. Việc chúng ta muốn thoát khỏi sự trì trệ trong nhận thức cũng giống như ta tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng bị bóng đè. Đầu tiên sẽ rất chậm, càng về sau thì việc kiểm soát ý chí sẽ càng mạnh mẽ và tự tin hơn. Bạn hãy kiên định ngay từ lúc bắt đầu. Phẩm chất này chắc chắn sẽ giúp bạn đi đến thành công. Nếu bạn cẩn thận trong việc lựa chọn người trong nhóm trí tuệ ưu tú của mình, nhất định trong số đó sẽ có người giúp bạn rèn luyện phẩm chất kiên trì. Có rất nhiều nhân vật thành công bởi họ thấy được điều này vô cùng cần thiết.
Họ tự tập cho mình thói quen kiên trì bằng cách tạo ra những hoàn cảnh khó khăn, buộc họ phải kiên trì như vậy. Không có gì có thể thay thế được lòng kiên trì. Không thể thay thế phẩm chất này bằng bất kỳ phẩm chất nào khác. Hãy ghi nhớ điều này và nó sẽ cổ vũ bạn khi bạn bắt đầu một công việc khó khăn. Những người có thói quen kiên trì sẽ không lùi bước trước thất bại. Cho dù bạn có phải chịu thất bại đến bao nhiêu lần, thì bạn vẫn sẽ đạt được thành công như mình đã định. Dường như có một người vô hình nào đó đang bí mật kiểm tra sức chịu đựng của một người bằng cách đặt ra cho họ những khó khăn. Những con người có tính kiên trì sẽ thoát khỏi những thất bại tạm thời, tiến lên phía trước và về đích. Rồi thế giới sẽ phải thốt lên: chúng tôi biết rằng cuối cùng bạn cũng sẽ thành công. Người hướng dẫn giấu mặt không bao giờ cho phép ai đạt được thành công mà không kiểm tra về lòng kiên trì của họ. Những ai không thể vượt qua thì đơn giản là do không đủ độ kiên trì. Những ai bền bỉ qua được bài kiểm tra này thì trước mắt sẽ là phần thưởng to lớn. Họ sẽ đạt được mục đích mà mình theo đuổi. Bên cạnh đó, những gì họ nhận được còn lớn hơn rất nhiều so với những phần thưởng vật chất. Họ hiểu được rằng mỗi thất bại đều mang trong mình những hạt giống của thành công. Có một vài ngoại lệ với quy tắc này. Những người rút ra được từ kinh nghiệm về tầm quan trọng của lòng kiên trì chỉ biết chấp nhận thất bại một cách tạm thời. Họ là những người có mong muốn kiên định đến mức có thể biến thất bại thành chiến thắng. Chúng ta thường thấy trong cuộc sống có biết bao nhiêu người bị vấp ngã nhưng không thể đứng dậy đi tiếp. Chỉ có rất ít người hiểu và biết rằng thất bại chỉ là một bước đệm giúp chúng ta đến với những nỗ lực mới, sáng tạo mới, không chấp nhận nghịch cảnh mà cuộc đời tạo ra. Nhưng có một điều là hầu hết chúng ta không thấy và chúng ta chưa bao giờ chấp nhận sự tồn tại của nó. Đó là sức mạnh vô hình giúp đỡ người tiếp tục bền bỉ đấu tranh trong khi phần đông đã từ bỏ. Đó chính là sự kiên trì. Giờ thì bạn đã hiểu rằng nếu ai không kiên trì thì người đó sẽ chẳng bao giờ thành công. Viết đến đây, tôi nhớ về Broadway, vĩ đại của New York. Nó vừa là ngôi mộ của những hy vọng đã chết, vừa là cánh cổng của cơ hội. Khắp thế giới đổ về Broadway mong tìm kiếm sự giàu có, vinh quang, thành đạt. Trong đám người đổ về đó, chỉ một vài người đi hết chặng đường dài mà quá trình tìm kiếm để được thế giới công nhận là vượt qua cửa ải của Broadway. Nhưng Broadway không dễ dàng bị chinh phục nhanh như vậy. Broadway, nơi quý trọng tài năng, sẽ đem đến vinh quang cho những ai xứng đáng và tạo ra thành quả cả về vật chất lẫn tinh thần cho những ai can đảm, không biết run sợ trước khó khăn. Bí quyết để chinh phục Broadway chính là kiên trì. Bí quyết này được minh họa rất rõ trong câu chuyện của Frank Nienhardt, một người đã chinh phục được con đường trắng nhờ lòng kiên trì của mình. Vào năm 1915, cô đến New York với hy vọng thành công trong nghề viết văn. Thành công dù không đến ngay lập tức, nhưng cuối cùng nó đã đến. 4 năm đầu, Hearst trải nghiệm về cuộc sống bên lề của New York và những kinh nghiệm đầu tay của mình. Ban ngày, cô làm việc. Ban đêm, cô hy vọng về một tương lai tươi sáng. Khi vấp phải khó khăn, cô không nghĩ, Broadway, mì đã thắng ta. Mà cô nghĩ, được, Broadway, mì có thể quật ngã bất kỳ ai, trừ ta. Ta sẽ khiến mì phải đầu hàng. Một nhà xuất bản đã gửi 36 lá thư từ chối xuất bản tác phẩm của cô trước khi cô thành công. Nếu là một nhà văn bình thường nào đó hoặc một con người bình thường trong bất kỳ lĩnh vực nào khác, chắc đã thoái chí rời bỏ công việc ngay từ lần đầu tiên bị từ chối. Thế nhưng, Fanti đã xây dựng con đường riêng của mình trong suốt 4 năm bởi cô đã quyết tâm đạt được mục đích và cô phải là người chiến thắng. Cuối cùng, tảng băng vô hình ngăn cản cô bị phá vỡ. Vị giám thị vô hình đã cho cô điểm tốt khi cô kiên trì và vượt qua được thử thách. Từ lúc đó trở đi, các nhà xuất bản tự tìm đến nhà cô. Thậm chí cô còn không kịp đếm số tiền mà cô kiếm được. Các nhà làm phim tìm đến cô. Cô trở thành người nổi tiếng và giàu có. Cuốn tiểu thuyết Great Lotter mang về cho cô $100,000. Thời điểm đó, đây là mức giá cao nhất được trả cho một tiểu thuyết trước khi xuất bản. Tiền bản quyền mà cô nhận được từ cuốn sách ngày một tăng. Kay Smith đã đi hát nhiều năm mà không được công nhận.
không tiền, không giải thưởng, cô hát trước bất cứ chiếc micro nào mà cô cầm trên tay. Broadway thách thức cô, hãy cứ hát đi nếu nghĩ mình có thể. Rồi cô vẫn hát vì cô biết và hiểu mình làm gì. Cuối cùng thì Broadway đầu hàng trước lòng kiên trì của cô. Cô làm gì vậy? Nếu cô thấy mình đã ổn, hãy ra giá và hành động đi. Smith đã đưa ra mức giá của mình. Đó là một con số lớn, lớn đến mức mà một tuần lương của cô bằng thu nhập cả năm của những người khác. Đích thực, thành quả đó là dành cho sự kiên trì. Kiên trì là một trạng thái tinh thần. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể trau dồi và rèn luyện nó. Như các trạng thái tinh thần khác, kiên trì dựa trên những nguyên tắc nhất định mà chúng tôi gọi là 8 nhân tố của sự kiên trì. 1. Mục đích rõ ràng. Bạn hiểu mình muốn gì? Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc phát triển lòng kiên trì. Đó cũng chính là động cơ mạnh mẽ khiến bạn vượt qua mọi khó khăn. 2. Khát vọng. Có khát vọng sẽ giúp bạn tạo ra và duy trì kiên trì theo đuổi mục tiêu đã chọn. 3. Tự lực. Niềm tin và khả năng của mình để theo đuổi công việc đến cùng kèm theo sự kiên trì. Bạn có thể rèn luyện tính độc lập bằng cách làm theo các nguyên tắc nói trong chương 3 về tự kỷ ám thị. 4. Có kế hoạch rõ ràng. Một kế hoạch được tổ chức dù lỏng lẻo và hoàn toàn không khả thi nhưng vẫn khuyến khích lòng kiên trì. 5. Có hiểu biết đúng đắn. Dựa vào kiến thức, kinh nghiệm, khả năng quan sát để tìm hiểu được kế hoạch của mình có khả thi và đáng tin cậy hay không cũng sẽ củng cố phẩm chất kiên trì của bạn. Ngược lại, nếu bạn thích đoán mò và không chịu tư duy, phân tích thì điều đó sẽ tiêu diệt lòng kiên trì. 6. Hợp tác. Thông cảm, thấu hiểu và luôn tỏ thái độ hợp tác với mọi người sẽ giúp phát triển lòng kiên trì. 7. Sức mạnh ý chí. Thói quen tập trung suy nghĩ để xây dựng kế hoạch đạt mục tiêu cụ thể dẫn đến lòng kiên trì. 8. Thói quen. Kiên trì là kết quả trực tiếp của thói quen. Nhận thức tiếp nhận thói quen đó và trở thành một phần kinh nghiệm hàng ngày của chúng ta. Sợ hãi là một trong những kẻ thù tồi tệ nhất có thể được khắc phục bằng hành động can đảm được lặp đi lặp lại. Những ai đã từng tham gia chiến tranh thì đều hiểu rất rõ điều này. Trước khi chuyển chủ đề kiên trì, bạn hãy xem lại mình còn thiếu động lực nào để có thể có được phẩm chất quan trọng này. Hãy đánh giá bản thân một cách can đảm, từng bước một và hãy xem bạn thiếu bao nhiêu yếu tố trong 8 yếu tố trên. Việc phân tích như vậy sẽ giúp bạn hiểu rõ mình hơn. 16 dấu hiệu của những người thiếu kiên trì. Dưới đây là danh sách kẻ thù thực sự đang ngăn cản bạn đến với thành công. Trong danh sách này, bạn sẽ thấy không chỉ có những dấu hiệu chứng tỏ bạn thiếu kiên trì, mà bạn còn hiểu được những nguyên nhân ẩn sâu trong tiềm thức đã gây ra điểm yếu này. Phân tích một cách kỹ lưỡng và đối diện bản thân một cách thẳng thắn, nếu bạn thực sự muốn biết bạn là ai và bạn có khả năng làm những gì. Dưới đây là 16 điểm yếu mà những người mong muốn thành công cần phải kiểm soát được. 1. Không nhận ra và xác định rõ ràng mình muốn gì. 2. Do dự dù có hay không có lý do. Thường bao giờ chúng ta cũng có thể đưa ra hàng trăm ngàn sự biện hộ lý do cho sự do dự. 3. Không thích tìm hiểu và học tập để có được kiến thức chuyên môn. 4. Thiếu cương quyết, do dự khi quyết định mọi việc. Có thói quen đùn đẩy trách nhiệm cho người khác thay vì đối mặt với vấn đề. 5. Có thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh thay vì lập kế hoạch chi tiết để xử lý khó khăn. 6. Tự phụ. Thật khó để có thể chữa căn bệnh tự mãn và gần như không có hy vọng nào cho những người mắc căn bệnh này. 7. Thờ ơ và bàng quan. Sẵn sàng nhượng bộ cho bất kỳ vấn đề nào mà không đấu tranh để giải quyết chúng. 8. Có thói quen khi mắc sai lầm là đổ tội cho người khác và luôn cho rằng các tình huống bất lợi là tất yếu. 9. Thiếu đam mê vì không chú ý tới việc lựa chọn những động cơ thúc đẩy hành động. 10. Sẵn sàng, thậm chí còn vội vã, bỏ cuộc ngay khi gặp dấu hiệu thất bại đầu tiên. 11. Thiếu kế hoạch hành động cụ thể, chi tiết trong khi
rất nhiều trường hợp cần có sự phân tích tỉ mỉ. 12. Không để tâm đến việc thực hiện ý tưởng hay nắm bắt cơ hội. 13. Chỉ ước mơ mà không sẵn lòng thực hiện. 14. Có thói quen thỏa hiệp với đói nghèo thay vì hướng đến sự giàu có, thiếu tham vọng sở hữu của cải. 15. Tìm kiếm tất cả những con đường ngắn nhất để giàu có thật nhanh. Tính cách này thường thể hiện qua thói quen cơ bản hoặc cố gắng tìm kiếm những thương vụ không công bằng theo kiểu mua rẻ bán đắt. 16. Sợ bị phê phán và chỉ trích. Thất bại trong việc tạo lập kế hoạch và thực hiện chúng vì sợ ý kiến chỉ trích hành động ngăn cản của người khác. Đây là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất bởi nó luôn tồn tại trong tiềm thức của con người và thậm chí nhiều người còn không biết đến sự tồn tại này của nó. Chúng ta hãy xem xét các triệu chứng của dấu hiệu số 16. Nỗi sợ hãi bị người khác phê phán và chỉ trích. Hầu hết chúng ta đều cho phép cha mẹ, người thân, bạn bè, họ hàng, dư luận gây ảnh hưởng đến chúng ta. Mạnh đến mức chúng ta không thể sống cho cuộc sống riêng của mình bởi chúng ta sợ phê phán. Ví dụ như có rất nhiều người đã mắc sai lầm trong hôn nhân khi chọn vợ chồng không phù hợp với chính mình. Và họ đành phải cam chịu suốt cuộc đời nỗi khổ này. Họ không bao giờ dám thay đổi vì họ sợ rằng họ sẽ bị chỉ trích. Vô hình chung, họ đã phải chịu những lời thiệt thòi và đau khổ khi tự phá hoại mọi cố gắng hy vọng và mong muốn đạt được một điều gì đó trong đời. Vô số người cho phép bản thân hủy hoại cuộc sống của chính họ dưới danh nghĩa trách nhiệm gia đình bởi họ sợ bị chỉ trích. Trách nhiệm không yêu cầu bất cứ ai phải tiêu diệt tham vọng cá nhân và quyền được sống theo cách riêng của người đó. Nhiều người đã từ chối cơ hội kinh doanh chỉ vì sợ bị phê phán nếu thất bại. Điều này chỉ nói rõ một điều về những con người này. Nỗi sợ hãi bị phê phán còn lớn hơn cả mong muốn thành công. Quá nhiều người không dám đặt mình cho mục tiêu cao bởi họ sợ người thân và bạn bè chê bai, mỉa mai. Đừng có tham vọng trèo cao, mọi người sẽ nghĩ rằng cậu bị điên đấy. Khi Andrew Carnegie đưa ra đề nghị tôi dành ra 20 năm để xây dựng triết lý về thành công cá nhân, cảm giác đầu tiên của tôi là sợ hãi. Tôi sợ bị mọi người lên án. Đề nghị của Andrew Carnegie đã đặt cho tôi mục tiêu lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ ý tưởng nào từng hình thành trong tâm trí tôi. Ngay lúc đó, trong đầu tôi xuất hiện một loạt lý do để từ chối lời đề nghị trên. Đó chính là hậu quả của nỗi sợ hãi bẩm sinh, nỗi sợ hãi bị phê phán. Dường như có một giọng nói nào đó từ bên trong, nhận thức của tôi vang lên. Anh không thể làm được điều đó, công việc đó quá lớn lao, nó sẽ chiếm toàn bộ phần đời của anh. Người thân của anh sẽ nghĩ gì về điều này? Anh sẽ lấy tiền ở đâu để sống? Chưa ai dám tìm hiểu và xây dựng một triết lý thành công, vậy anh có quyền gì để tin rằng anh sẽ làm được? Anh nghĩ mình là ai mà dám đặt mình cho mục tiêu cao như vậy? Hãy nhớ rằng anh xuất thân từ tầng lớp dưới trong xã hội. Anh hiểu gì về triết lý thành công? Mọi người sẽ cho rằng anh là kẻ điên khùng. Và họ đã nói thế. Tại sao trước anh chưa ai dám nghĩ và làm chuyện đó? Những câu hỏi đó và nhiều câu hỏi khác cứ quay cuồng trong đầu óc tôi. Dường như cả thế giới đột nhiên nhìn tôi đầy nhạo báng và tôi muốn từ bỏ mọi mong muốn thực hiện lời đề nghị của ngài Carnegie. Sau này, khi đã phân tích cuộc sống của hàng ngàn người, tôi mới khám phá ra rằng phần lớn các ý tưởng của họ đều bị chết yểu. Để phát triển, ý tưởng cần được tiếp sức bằng hơi thở của sự sống thông qua những kế hoạch rõ ràng và được thực hiện một cách nhanh chóng. Thời điểm thích hợp để nuôi dưỡng một ý tưởng chính là thời điểm sinh ra ý tưởng đó. Mỗi giây, mỗi phút bạn sống trên đời đều làm tăng cơ hội tồn tại cho những ý tưởng đó. Nỗi sợ hãi bị phê phán chính là nguyên nhân hủy hoại phần lớn các ý tưởng và kế hoạch khiến chúng không bao giờ trở thành hiện thực. Nhiều người cho rằng những người thành đạt là do gặp may. Quan niệm này chỉ đúng một phần nhỏ. Những người chỉ trông chờ vào may mắn mà không chịu nỗ lực thì hầu hết họ sẽ gặp phải thất vọng. Nhược điểm lớn nhất của họ là không nhìn thấy những nhân tố khác làm nên thành công. Những nhân tố phải có nếu bạn thật sự muốn thành đạt. Trong thời điểm nền kinh tế suy thoái, diễn viên hài kịch Phil đã mất hết tiền, mất việc và thể loại hài kịch cũng chết dần. Lúc đó, ông đã hơn 60 tuổi, cái tuổi mà nhiều người coi là đã già. Vì muốn giành lại cho mình tài sản đã mất, nên ông chấp nhận làm việc không lương trong lĩnh vực mới, ngành điện ảnh. Sau đó, ông lại bị ngã và gãy cổ.
Nhiều người ở vị trí ông chắc đã đầu hàng số phận và từ bỏ. Nhưng Phil là người kiên trì. Ông hiểu rằng nếu cứ kiên trì tiếp tục công việc thì sớm muộn cơ hội cũng sẽ đến với ông. Và rồi, ông đã nhận được cơ hội, và cơ hội này không phải là ngẫu nhiên mà đến. Maria Dessier xuống dốc. Bà không có tiền, không có việc làm. Lúc đó bà khoảng 60 tuổi. Nhưng bà vẫn kiên định và cuối cùng đã thành công. Eddie Cantor đã gần như phá sản vào năm 1929 khi thị trường chứng khoán sụp đổ. Nhưng ông vẫn giữ cho mình lòng can đảm và sự kiên trì. Nhờ có phẩm chất này cộng với tầm nhìn xa, ông đã nhanh chóng kiếm được mỗi tuần 10.000 đô la. Rõ ràng, bất kể ai có lòng kiên trì thì dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào họ cũng có thể giải quyết tốt được, thậm chí ngay cả khi họ còn thiếu nhiều phẩm chất cần thiết khác cho việc làm giàu. Cơ hội duy nhất mà bạn có thể dựa vào chính là cơ hội bạn tạo ra. Điểm khởi đầu này chính là một mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Bạn hãy hỏi 100 người đầu tiên bạn gặp trên đường xem liệu mục tiêu cuộc đời họ là gì, và có đến 98 người trong số họ sẽ không thể đưa ra câu trả lời cụ thể, chính xác. Nếu bạn vẫn gặng hỏi họ, thì có thể một số người sẽ trả lời rằng họ muốn sự yên ổn, người khác thì muốn tiền, một số người khác thì lại bảo hạnh phúc, một số khác là vinh quang và sức mạnh, những người còn lại, địa vị, xã hội hay cuộc sống tiện nghi, khả năng hát, nhảy hoặc viết lách, vân vân. Nhưng sẽ không ai trong số họ đề cập đến dù chỉ là dấu hiệu nhỏ nhất của một kế hoạch đạt được những ước mơ ấy. Sự giàu sang sẽ không đến với những ước mơ không được thực hiện. Nó chỉ đến với ước mơ kèm theo đó là một kế hoạch hành động rõ ràng, cụ thể cùng với sự kiên trì. Làm thế nào để rèn luyện tính kiên trì? Dưới đây là 4 bước cơ bản để rèn luyện tính kiên trì. Điều này không đòi hỏi bạn phải là người có trí tuệ đặc biệt, học vấn đặc biệt, hay những nỗ lực lớn, hay tốn kém thời gian. 4 bước này cần thiết là: mục tiêu rõ ràng, cụ thể, dựa trên khát khao cháy bỏng để thực hiện nó. Kế hoạch cụ thể, rõ ràng và hành động liên tục. Làm chủ nhận thức, không bị những chỉ trích của bạn bè, người thân hay xã hội tác động. Hợp tác và có những sự liên minh của những người ủng hộ kế hoạch hành động của bạn. 4 bước này vô cùng cần thiết nếu bạn muốn thành công trong bất kỳ lĩnh vực xã hội nào. Ai sẵn sàng làm theo 13 nguyên tắc trong triết lý của cuốn sách này, thì trước tiên họ cần phải thực hiện 4 bước trên để phát triển tính cách. Đó là 4 bước kiểm soát vận mệnh tài chính của bạn. Đó là 4 bước dẫn đến tự do và độc lập suy nghĩ. Đó là 4 bước dẫn bạn đến sự giàu có dù ở các mức độ khác nhau. Đó là 4 bước dẫn bạn đến với quyền lực, vinh quang và tiếng tăm. Đó là 4 bước sẽ mang đến bước ngoặt lợi nhuận cho bạn. Đó là 4 bước để bạn biến giấc mơ thành hiện thực. Đó là 4 bước mở đầu trên con đường làm chủ nỗi sợ hãi, bàng quan và thất vọng. Bất kỳ ai học được cách thực hiện 4 bước trên sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Bạn có đặc quyền định giá bản thân và bắt buộc cuộc đời phải trả giá mà bạn yêu cầu. Tôi không có cách gì để biết được thực tế như thế nào, dù không chắc chắn. Nhưng tôi phán đoán rằng tình yêu tuyệt vời của Wallis Simpson dành cho Edward không phải là ngẫu nhiên, không chỉ là kết quả của bước ngoặt lợi nhuận. Đã có một niềm khát khao cháy bỏng và tìm kiếm cẩn thận từng bước trên đường cô chọn. Nhiệm vụ đầu tiên của cô là yêu. Đó chẳng phải là thứ tuyệt vời nhất trên trái đất này hay sao? Chúa Giê-xu gọi đó là tình yêu, không phải những quy tắc do con người tạo ra, không phải những lời chỉ trích, không phải vị đắng, không phải lời nói xấu hay những cuộc hôn nhân chính trị, mà là tình yêu. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Kết Nối Sách. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Wallace Simpson biết những gì cô muốn không phải sau khi cô gặp hoàng tử xứ Way. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô vẫn can đảm tiếp tục tìm người bạn đời của mình. Cuối cùng, cô đã đạt được mục tiêu của mình một cách chậm rãi và chắc chắn. Cô đã chiến thắng và vượt qua tất cả rào cản khó khăn một cách đáng kinh ngạc. Cho dù bạn là ai, bạn nghĩ về Wallis Simpson, về Edward, vị vua đã từ bỏ vương miện của mình vì tình yêu của Simpson. Cô cũng là một ví dụ đáng kinh ngạc về sự bền bỉ
Cô là một minh chứng sống động về việc tự đưa ra quyết định, dần dần thực hiện nó và cả thế giới đều có thể học được bài học từ cô. Còn nhà vua Edward thì sao? Chúng ta đã rút ra được bài học gì từ ông? Ông có một tình yêu cảm động nhất thế kỷ 20. Có phải ông đã phải trả một cái giá quá đắt cho tình yêu với người phụ nữ ông yêu không? Không ai khác ngoài ông có thể trả lời câu hỏi đó. Phần còn lại của câu chuyện, chúng ta chỉ có thể phỏng đoán. Chúng ta đều biết rằng Edward đã đến với thế giới mà chính ông không muốn. Ông sinh ra trong sự giàu có mà ông không hề đòi hỏi. Ông kiên trì tìm kiếm người vợ tương lai của mình. Các chính trị gia và cả những chính khách châu Âu đã giới thiệu cho ông rất nhiều phụ nữ và các nàng công chúa xinh đẹp. Bởi ông là con cả nên ông có trách nhiệm thừa kế vương miện, mặc dù ông không hề muốn điều đó. Hơn 40 năm liền, ông không được làm một người tự do, không thể sống cuộc sống mà ông muốn, cho dù là một chút riêng tư, vì trên vai ông có rất nhiều trách nhiệm khi ông lên ngôi vua. Mọi người sẽ cho rằng trở thành vua của một nước, Edward sẽ cảm thấy yên bình, hài lòng và chỉ cần hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đằng sau quyền lực của chức vương miện đó, tiền của, ngôi vị và cả sức mạnh quyền lực mà vua Edward đang có trong tay chỉ là vô nghĩa nếu ông không có được tình yêu của Simpson. Khát vọng lớn nhất của ông là tình yêu. Từ lâu rồi trước khi ông gặp Wallis Simpson, con tim ông đã dấy lên những cảm xúc tuyệt vời. Cánh cửa của tâm hồn ông đang gào thét để bày tỏ tình yêu của mình. Vua Edward VIII đã rất can đảm khi quyết định từ bỏ vương miện nước Anh để dành toàn bộ phần đời còn lại của mình cho người phụ nữ ông yêu. Ông phải trả giá cho quyết định này và rất nhiều người cho rằng đó là một cái giá quá đắt. Một vài người cho rằng Edward đã sai lầm. Họ cho rằng vì tình yêu của ông đã công khai mối quan hệ với Simpson và từ bỏ ngai vàng là điều không cần thiết. Ông có thể hành động như một chính khách vẫn thường làm là bí mật liên lạc hoặc quan hệ công khai mà không cần phải từ bỏ điều gì, cả ngai vàng cũng như người đàn bà ông chọn, và sẽ không có lời chỉ trích từ bất kỳ nhà thơ hay công luận nào. Nhưng người đàn ông đặc biệt này đã rất nghiêm khắc với bản thân mình. Tình yêu của ông thật sâu sắc và đáng trân trọng. Tình yêu đó còn quan trọng hơn tất cả những mong muốn khác của ông. Vì vậy, ông đã nhận những gì ông muốn và phải trả một cái giá phải trả. Ngày nay, cả thế giới đều ngưỡng mộ vị vua cùng tình yêu của Wallis Simpson bởi sự bền bỉ của họ trong việc kiếm tìm nhau cho đến khi thấy nửa còn lại của mình. Sức mạnh vô hình nào đã cho những người có lòng kiên trì và khả năng kiểm soát những khó khăn? Có phải lòng kiên trì đã tạo ra trong tâm trí những hoạt động tâm linh, tinh thần hoặc hóa học cho phép bạn kết nối với sức mạnh siêu nhiên đó không? Có phải trí tuệ vô hạn đang sát cánh với những người đang nỗ lực đấu tranh trong khi dường như cả thế giới chống lại họ? Những câu hỏi như vậy cứ nảy ra trong đầu tôi khi nghiên cứu những người như Henry Ford. Henry Ford là người bắt đầu từ hai bàn tay trắng và ông đã xây dựng nên một đế chế công nghiệp khổng lồ chỉ với một tố chất duy nhất, đó là lòng kiên trì. Thomas Edison chỉ học ở trường lớp có 3 tháng nhưng đã trở thành nhà phát minh hàng đầu thế giới. Ông đã biến lòng kiên trì của mình thành chiếc máy quay đĩa, máy chiếu phim, bóng đèn dây tóc và hàng trăm phát minh khác. Tôi đã may mắn có được sự phân tích sự nghiệp của Thomas Edison, Henry Ford trong thời gian khá dài. Vì thế, kết luận của tôi đều dựa trên những phân tích đang nghiên cứu mà mang tính thực tế. Tôi không tìm ra điều gì khác về nguyên nhân và nguồn gốc cho những thành tựu tuyệt vời của họ ngoài lòng kiên trì. Nếu bạn nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của các nhà tiên tri, triết học, những nhà hoạt động tôn giáo trong quá khứ, thì đều phải thừa nhận rằng nguyên nhân chính họ đến với thành công chính là lòng kiên trì, sự tập trung nỗ lực đi kèm với một mục tiêu xác định. Chúng ta hãy cùng xem tiểu sử kỳ lạ và hấp dẫn của Mohammed. Ta chỉ phân tích cuộc đời ông và so sánh với cuộc đời của những người thành đạt thời nay trong thế kỷ của nền công nghiệp và tài chính. Chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi thấy họ có một điểm chung, đó là lòng kiên trì. Nếu bạn quan tâm đến sức mạnh bí ẩn đã giúp cho Mohammed có được phẩm chất kiên trì, hãy đọc tiểu sử của ông, đặc biệt là cuốn tiểu sử do Eset Bey viết. Phần tóm lược của cuốn sách này dưới đây được đăng trên báo New York Herald Tribune sẽ giới thiệu ngắn gọn cho bạn biết cái nhìn đặc biệt đầy thú vị
và đầy đủ về một trong những ví dụ điển hình nhất cho sức mạnh của lòng kiên trì mà con người từng được biết đến cho tới ngày nay. Nhà tiên tri vĩ đại cuối cùng. Mohammed là một nhà tiên tri, nhưng ông chưa bao giờ là một phép lạ nào. Ông không phải là một người thần bí. Ông không được học hành đàng hoàng và chỉ bắt đầu sứ mệnh của mình ở tuổi 40. Khi Mohammed tuyên bố ông là sứ giả của Chúa và ông sẽ mang cho thế giới một tôn giáo tốt đẹp, ông đã bị mọi người nhạo báng, giễu cợt và bị coi là người mất trí. Bọn trẻ ngáng chân làm ông ngã. Phụ nữ ném rác rưởi và thức ăn vào ông. Ông bị đuổi khỏi quê hương mình, thành phố Mecca. Và các tín đồ của ông cũng bị tước đoạt hết tài sản và bị đuổi ra sa mạc cùng với ông. Sau 10 năm giảng đạo, ông chỉ nhận được sự chế nhạo, báng bổ, đói rách và trục xuất. Nhưng chỉ 10 năm sau, ông đã ngồi tại Mecca, trị vì toàn xứ Ả Rập, trở thành người đứng đầu một tôn giáo mới của thế giới. Tôn giáo này đã được truyền bá đến tận Danube, Pyrenees của châu Âu. Ngay cả trước khi ông dốc hết nỗ lực của mình, động lực đó chính là sức mạnh của ngôn ngữ, sức mạnh của việc cầu nguyện và lòng thành tâm của con người đối với Chúa Trời. Hoàn cảnh xuất thân của ông không có mấy ý nghĩa đối với sự nghiệp ông đã tạo dựng nên. Mohammed được sinh ra trong một gia đình có thế lực nhưng đã khánh kiệt ở Mecca. Mecca là ngã tư của thế giới, nơi có tảng đá thần Kaaba, là trung tâm thương mại của cả nhân loại. Trong thành phố lúc nào cũng bụi bẩn và oi bức, nên người ta thường gửi con cái cho những người du mục dạy dỗ. Mohammed cũng được lớn lên như vậy. Ông lớn lên bằng sữa của những người du mục, trở thành một chàng trai khỏe mạnh và cường tráng. Đầu tiên, ông chăn cừu, sau đó là bà quá phụ giàu thuê ông làm người dẫn đường cho lữ hành đoàn của bà. Cứ như vậy, Mohammed đi khắp phương Đông, trò chuyện và tiếp xúc với những người thuộc những tôn giáo khác nhau. Ông nhìn thấy Thiên Chúa giáo bị phân chia thành nhiều giáo phái nhỏ mâu thuẫn với nhau. Năm ông 28 tuổi, Khadija, người quả phụ đó, đem lòng yêu ông và họ quyết định kết hôn. Bố của bà ta không chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng cô gái đã chuốc rượu bố và buộc ông chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới. Trong 12 năm tiếp theo, Mohammed trở thành một nhà lái buôn giàu có, giỏi giang và được nhiều người kính trọng. Đột nhiên ông bỏ nhà và đi lang thang trong sa mạc cho tới một ngày. Ông quay trở về với đoạn đầu tiên của kinh Koran và nói với Khadija rằng Tổng Thiên Thần Gabriel đã xuất hiện và tuyên bố ông được chọn làm sứ giả của Chúa. Kinh Koran, những lời mặc khải của Chúa, là chi tiết mang tính huyền bí và màu nhiệm nhất trong cuộc đời của Mohammed. Ông không phải là nhà thơ, ông không có năng khiếu thi ca. Vậy mà những dòng thơ tràn đầy niềm tin trong kinh Koran lại tuyệt vời hơn tất cả những gì mà các nhà thơ chuyên nghiệp của tất cả các dân tộc thời ấy sáng tác ra. Đối với thời Ả Rập thì đây là một phép màu, bởi khả năng về ngôn từ được coi là món quà lớn nhất và nhà thơ được coi là người có tất cả mọi quyền năng. Kinh Koran dạy rằng mọi người đều được bình đẳng trước Chúa và cả thế giới là một nhà nước dân chủ. Đạo Hồi ra đời từ đó. Điều này được xem là tư tưởng dị giáo chính trị. Thêm nữa, Mohammed còn mong muốn phá vỡ 360 tượng thần ở Kaaba, nơi đã khiến ông bị trục xuất. Những bức tượng này đã thu hút rất nhiều người dân du mục đến Mecca. Nhờ đó, thành phố này mới có nền thương mại phát triển như vậy. Vì thế, các doanh nhân Mecca đã nổi giận với Mohammed, dù ông cũng là một thương nhân. Sau đó, ông bị bỏ lại vào sa mạc, sống ẩn dật và đòi chủ quyền toàn thế giới. Thời kỳ hưng thịnh của Đạo Hồi bắt đầu. Từ trong sa mạc, ông đã lập nên một đội quân chiến đấu như một khối thống nhất và sẵn sàng hy sinh mà không hề do dự. Mohammed kêu gọi những người theo Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo đoàn kết cùng chung sức với ông, vì ông không có ý lập ra một tôn giáo mới. Ông chỉ kêu gọi những ai tin vào Chúa cùng đi với ông dưới một đức tin duy nhất. Nếu Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo chấp nhận lời mời của ông, thì có lẽ Đạo Hồi đã chinh phục được cả thế giới. Nhưng họ đã từ chối. Họ không chấp nhận tư tưởng mới về cuộc chiến tranh thần thánh của Mohammed. Khi đại quân của nhà tiên tri tiến vào thành phố Jerusalem, không ai trong số dân cư thành phố bị giết vì đức tin của họ. Nhưng vài thế kỷ sau, khi đoàn quân thập tự chinh tiến vào Jerusalem, người già, phụ nữ
và trẻ em theo đạo Hồi đã bị giết hại không thương tiếc. Tuy nhiên, những người theo Thiên Chúa giáo đã chấp nhận một tư tưởng của đạo Hồi, đó là ý tưởng về trường đại học, một nơi chuyên dành cho học tập. Những người có tầm nhìn về tôn giáo như Mohammed, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp như Thomas Edison, Henry Ford và Andrew Carnegie, các nhà đứng đầu trong lĩnh vực chính trị như Samuel Adams, người dẫn chương trình như Fanny Hurst, Kate Smith và Phil, những công dân của thế giới như Wallace Simpson và vua Edward VIII, bất kể họ có địa vị ra sao. Những người như vậy đại diện cho tất cả kỷ nguyên của lịch sử loài người đã chứng minh sức mạnh tuyệt vời về bước thứ 8 để đạt được thành công, đó là lòng kiên trì, nỗ lực lớn để đối mặt với mọi bất hòa của nghịch cảnh. Chính lòng kiên trì đã tạo ra niềm tin, và niềm tin là phương thuốc giải độc duy nhất cho sự thất bại. Đó là điểm khởi đầu cho việc làm giàu, và đó là nơi duy nhất tạo ra trí tuệ vô hạn. Chín, sức mạnh của nhóm trí tuệ ưu tú. Bước thứ 9 trên nấc thang giàu có, sức mạnh dẫn dắt. Sự bền bỉ tạo dựng lòng tin, từ lòng tin sẽ có sức mạnh. Sức mạnh là nhân tố quan trọng để thành công trong quá trình tích lũy tiền bạc. Các kế hoạch sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn không có đủ sức mạnh để biến chúng thành hành động. Chương này mô tả phương pháp giúp bạn tạo ra sức mạnh đó. Sức mạnh có thể định nghĩa là những kiến thức được tổ chức và định hướng một cách thông minh. Sức mạnh theo nghĩa được sử dụng ở đây là nỗ lực có tổ chức để khiến cho ai đó biến khát khao thành giá trị tiền bạc tương đương. Nỗ lực có được tổ chức hình thành do sự phối hợp những nỗ lực của hai hoặc nhiều người thống nhất với nhau bởi mục tiêu cụ thể và kế hoạch làm việc chung với tinh thần hòa hợp. Muốn tích lũy tiền, cần phải có sức mạnh. Sức mạnh cũng là điều cần thiết cho việc duy trì và kiểm soát tiền bạc sau khi được tích lũy. Nếu sức mạnh là kiến thức có tổ chức, hãy kiểm tra nguồn gốc của các kiến thức này. Ba nguồn tri thức chính. Trí tuệ vô hạn. Bạn có thể tiếp xúc với những nguồn tri thức này và sự giúp đỡ của óc tưởng tượng thông qua tiềm thức bằng cách mô tả trong chương 5 nhờ trí tưởng tượng sáng tạo. Những kinh nghiệm đã được tích lũy của con người có thể được tìm thấy trong bất kỳ thư viện nào được trang bị tốt. Một phần rất quan trọng của kinh nghiệm này được phân loại, tổ chức giảng dạy ở các trường phổ thông và đại học. Thử nghiệm và nghiên cứu. Trong khoa học và đời sống hàng ngày, con người thường thu thập, phân loại và tổ chức những sự kiện và thông tin mới. Đây là nguồn kiến thức bạn phải tận dụng khi chúng không có sẵn qua kinh nghiệm được tích lũy. Lúc này, bạn cần phải sử dụng trí tưởng tượng sáng tạo. Kiến thức có thể thu nhận từ các nguồn được đề cập ở trên. Chúng đều có thể trở thành sức mạnh nếu bạn biết cách tổ chức chúng thành những kế hoạch rõ ràng và biến những kế hoạch đó thành hành động. Hãy kiểm tra lần nữa cả ba nguồn kiến thức. Bạn sẽ thấy nếu chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân, sẽ rất khó có thể đạt được tất cả những kiến thức cần thiết đó và biến chúng thành những kế hoạch hành động cụ thể. Mà nếu bạn đã có được kế hoạch, bạn còn phải thuyết phục những người khác hợp tác để có thể tổ chức những kiến thức đó thành sức mạnh. Làm chủ nhận thức để tạo ra sức mạnh. Làm chủ nhận thức có thể được định nghĩa là sự phối hợp hài hòa, kiến thức và nỗ lực của hai hoặc nhiều người thống nhất với nhau để đạt được mục tiêu nhất định. Nếu không làm chủ được nhận thức, bạn có thể tạo ra được sức mạnh to lớn. Trong chương 1, có những chỉ dẫn về cách tạo ra kế hoạch để biến mong muốn thành hiện thực. Nếu bạn làm theo những chỉ dẫn này một cách kiên định, thông minh và đồng thời suy xét đúng đắn trong việc lựa chọn người và nhóm trí tuệ ưu tú của mình, là bạn đã đi được một nửa chặng đường đến thành công. Để hiểu rõ hơn sức mạnh tiềm ẩn vô hình trong việc sử dụng nhóm trí tuệ ưu tú, tôi đã giải thích ở đây hai đặc điểm của nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú: khía cạnh kinh tế và khía cạnh tinh thần. Đặc điểm kinh tế rất rõ ràng. Lợi thế kinh tế có thể được tạo ra từ nhóm trí tuệ ưu tú. Họ thành tâm muốn giúp bạn bằng lời khuyên, tư vấn, bằng sự hỗ trợ và hợp tác trên một tinh thần hòa hợp tuyệt đối.
Sự liên minh hài hòa đó chính là nền tảng gây dựng nên tài sản lớn. Nếu chúng ta nhận thức được điều này, thì chắc chắn tình hình tài chính sẽ được cải thiện. Khía cạnh tinh thần của nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú trừu tượng và khó lĩnh hội hơn một chút bởi nó đề cập đến sức mạnh tinh thần mà loài người còn xa lạ. Bạn có thể hiểu hơn về ý nghĩa của nó qua câu sau. Khi hai não bộ kết hợp hài hòa với nhau, thì sẽ tạo ra một lực lượng vô hình thứ ba. Lực lượng này có sức mạnh giống như bộ não thứ ba vậy. Đơn vị của năng lượng cũng như vậy. Nhận thức của con người là một dạng năng lượng tinh thần tự nhiên. Khi hai não bộ phối hợp hài hòa, năng lượng tinh thần của mỗi bộ não sẽ kích thích. Năng lượng của trí tuệ kia tạo ra hiệu ứng tinh thần đặc biệt của nhóm trí tuệ ưu tú. Chính ngài Andrew Carnegie là người đầu tiên truyền đạt cho tôi nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú, hay đúng hơn là đặc điểm kinh tế của nó từ hơn 50 năm về trước. Việc khám phá ra nguyên tắc này đã quyết định đến sự lựa chọn sự nghiệp của cuộc đời tôi. Nhóm trí tuệ ưu tú của ngài Carnegie bao gồm 50 người. Họ liên kết ràng buộc cùng với nhau với một mục tiêu cụ thể. Đó là sản xuất và bán thép. Ông thừa nhận rằng ông thành công và giàu có như vậy là nhờ có nhóm trí tuệ này. Khi nghiên cứu và phân tích thành công của bất cứ người nào đã tích lũy được một gia sản lớn và cả những người đã tích lũy được một gia tài khiêm tốn hơn, bạn sẽ thấy rằng tất cả họ đều sử dụng một cách có ý thức hoặc vô thức sức mạnh của nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú. Những nhóm sức mạnh to lớn chỉ có thể được tích lũy qua nguyên tắc này. Năng lượng là tập hợp vạn vật của tự nhiên. Tự nhiên đã tạo nên vật chất trong vũ trụ, bao gồm con người và các loại động vật khác, thực vật khác. Thông qua một quá trình, tự nhiên đã truyền năng lượng vào vật chất. Vạn vật trong tự nhiên hiện hữu trong con người bằng năng lượng của tư duy. Bộ não của con người có thể được so sánh như một viên pin. Rõ ràng, nhiều viên pin sẽ cung cấp nhiều năng lượng hơn một viên. Chúng ta cũng biết, mỗi viên pin chỉ cung cấp một mức năng lượng giới hạn mà thôi, và mức năng lượng đó cũng chỉ khác nhau ở mỗi viên pin. Bộ não của con người làm việc cũng tương tự như vậy. Điều này giải thích tại sao lại làm việc hiệu quả hơn bộ não của một số người khác. Và cái chính là nó cho phép ta kết luận quan trọng rằng một nhóm nhiều bộ não kết hợp với nhau bằng tinh thần đoàn kết sẽ sản sinh ra nhiều năng lượng tư duy hơn một bộ não đơn lẻ, cũng giống như một bộ pin sẽ cung cấp nhiều năng lượng hơn một viên pin. Phép ẩn dụ trên cho ta thấy rằng nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú nắm giữ bí mật sức mạnh mà những người có khả năng tập hợp những trí tuệ ưu việt quanh mình đã sử dụng để trở nên giàu có. Có một câu nói khác cũng cần với ý trên về nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú. Khi một nhóm nhiều não bộ phối hợp với nhau để cùng làm việc một cách hòa hợp, từng cá nhân trong nhóm đều có thể tận dụng năng lượng thêm được tạo ra bởi trí tuệ tập thể của cả nhóm. Henry Ford bắt đầu sự nghiệp của mình từ hai bàn tay trắng, sống trong nghèo đói, thất học và thiếu những kiến thức cần thiết. Vậy mà ông chỉ trong thời gian rất ngắn, 10 năm sau, ông đã vượt qua cả ba chướng ngại vật này. Và trong 25 năm, ông đã trở thành người giàu nhất nước Mỹ. Vậy Ford đã làm thế nào để có được thành quả đó? Những thành công đáng kể đầu tiên bắt đầu kể đến kể từ khi ngài Ford trở thành bạn gần gũi với Thomas Edison. Và bạn sẽ bắt đầu hiểu việc bộ óc này đã gây ảnh hưởng tới những bộ óc khác. Hãy để ý xem, ngài Ford đã đạt được những kết quả lớn nhất của mình sau khi quen với Harvey Princeton, John Brown và Luther Burbank. Mỗi cá nhân đều có một trí tuệ tuyệt vời. Và đây cũng là một bằng chứng cho thấy sức mạnh có thể được tạo ra do liên kết tâm trí một cách thân thiết. Có người cho rằng Henry Ford là một trong những nhà lãnh đạo nắm bắt được thông tin tốt nhất trong giới kinh doanh và ngành công nghiệp vào thời của ông. Chúng ta không cần phải bàn cãi về sự giàu có của ông. Khi phân tích những người bạn thân thiết với ông, một trong số họ đã được nhắc đến ở phần trước, bạn sẽ hiểu câu nói: những cá nhân có được sức mạnh từ thiên nhiên thường có được sức mạnh của tư duy, những người mà họ cộng tác với tinh thần đồng cảm và hòa hợp. Henry Ford đã thoát ra khỏi nghèo đói, thất học và sự thiếu kiến thức nhờ vào việc liên minh bản thân với những bộ óc vĩ đại. Ông nghiên cứu những xung lực, tư duy của họ và để chúng thâm nhập vào tâm trí mình. Việc ngài Ford thường xuyên tiếp xúc với Edison, Burbank, Burrow và Firestone đã làm tăng thêm sức mạnh não bộ của ông, đồng thời cải thiện và phát triển kiến thức, kinh nghiệm, trí thông minh và sức mạnh tinh thần của bộ tứ này.
Thêm nữa, ông đã sử dụng thành công nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú thông qua phương pháp được trình bày trong quyển sách này. Nguyên tắc này luôn sẵn sàng cho bạn áp dụng. Chúng ta từng nhắc đến Mahatma Gandhi. Nhìn bề ngoài, Gandhi thì là một người đàn ông nhỏ bé và vô cùng lập dị. Trang phục thì tầm thường, nhưng lại khiến cho chính phủ Anh lo lắng. Thực tế thì Gandhi không phải là người lập dị, mà ông là người đàn ông quyền lực nhất trong thời đại của mình, căn cứ vào số lượng người đi theo ông và đặt niềm tin vào ông. Hơn nữa, ông cũng được cho là một trong những người quyền lực nhất trong lịch sử nhân loại. Giờ chúng ta hãy cùng nghiên cứu biện pháp giúp ông có thể đạt được sức mạnh to lớn đó. Ông đã có được sức mạnh ấy thông qua việc cảm hóa hơn 200 triệu con người để kết hợp với trí tuệ, thể xác và tinh thần của họ với một sự hòa hợp và vì một mục đích xác định rõ. Nói tóm lại, Gandhi đã thực hiện được một phép màu khi hơn 200 triệu con người được cảm hóa, hoàn toàn không ép buộc, để tạo ra một tinh thần hòa hợp trong một khoảng thời gian vô hạn. Nếu bạn nghi ngờ về điều này, hãy thử thuyết phục hai người cùng hợp tác với nhau một cách hòa hợp trong một khoảng thời gian nhất định. Những người từng điều hành một doanh nghiệp cũng hiểu rằng việc yêu cầu các nhân viên của mình làm việc với tinh thần hòa hợp là khó khăn ra sao. Nguồn sức mạnh đầu tiên và chủ yếu cho ý nghĩ chính là trí tuệ vô hạn. Khi một người cùng hợp tác và làm việc bởi một mục tiêu xác định chung, họ đặt mình ở vị trí thu hút sức mạnh vĩ đại của trí tuệ vô hạn. Đây chính là nguồn lực lớn nhất của sức mạnh mà các thiên tài và lãnh tụ thường hóng đến, dù họ nhận thức được nó hay không. Hai nguồn sức mạnh chính của chúng ta đến từ tri thức cần thiết để tích lũy sức mạnh, có thể thu được, kinh nghiệm được tích lũy, trải nghiệm và nghiên cứu. Không đáng tin cậy hơn năm giác quan của con người. Những giác quan này không phải lúc nào cũng đáng tin. Tuy nhiên, trí tuệ vô hạn sẽ không mắc lỗi. Những phương pháp mà chúng ta có thể tiếp cận được trí tuệ vô hạn sẽ được mô tả đầy đủ ở chương kế tiếp. Cuốn sách này không phải là một khóa học về tôn giáo. Không có nguyên tắc căn bản nào được mô tả trong cuốn sách này được giải thích để hướng mọi người tới một thói quen tôn giáo. Cuốn sách được ra đời với mục đích là để giới thiệu cho bạn đọc phương pháp chuyển những mục đích cụ thể về mong muốn có được tiền bạc thành hiện thực. Tiền bạc rất nhút nhát và khó chinh phục. Phải có những phương pháp để thuyết phục và dỗ dành nó, giống như người đang yêu nhau vậy. Và đây là sự trùng hợp. Sức mạnh được sử dụng trong mong muốn tiền bạc không có sự khác biệt nhiều so với sức mạnh dùng để thu hút một người nào đó. Sức mạnh đó, khi được sử dụng thành công để tạo ra tiền, cần phải được kết hợp với niềm tin. Nó cần được kết hợp với mong muốn và lòng kiên trì. Nó cần được áp dụng vào kế hoạch, và kế hoạch đó cần được thực hiện. Khi số tiền lớn lên thành một khoản tiền khổng lồ, nó sẽ tự chảy đến chỗ của bạn và dễ dàng như một dòng thác. Trong cuộc đời, tồn tại dòng chảy của sức mạnh vô hình nhưng vĩ đại. Sức mạnh đó có thể so sánh với một dòng sông chảy theo hai hướng khác nhau. Một dòng ngược lên trên, nơi có sự giàu sang, còn dòng ngược lại xuôi xuống dưới, nơi có sự nghèo đói và bần hàn. Bơi trên đó là những kẻ bất hạnh, đói nghèo. Họ bị cuốn vào đó và không có khả năng để thoát ra. Những con người đã đạt được sự giàu có đều nhận ra sự tồn tại của dòng chảy này. Nó bao gồm quá trình tư duy, suy nghĩ tích cực ảnh hưởng đến cuộc sống và mang chúng ta đến với sự giàu có. Ngược lại, suy nghĩ tiêu cực sẽ chỉ đem đến muộn phiền và nghèo đói cho con người. Hiểu được điều này, bản thân bạn sẽ kiểm soát được dòng chảy cuộc sống của mình. Đây chính là quan điểm quan trọng cho những người làm theo những chỉ dẫn trong cuốn sách này với mục đích tích lũy sự giàu có. Bạn cũng sẽ nhận thức được rằng bất kể ai cũng có thể mơ ước giàu có, và hầu hết chúng ta mơ ước. Nhưng rất ít người trong chúng ta biết được rằng một kế hoạch cụ thể cùng với những khát khao cháy bỏng về sự giàu có là những điều cần thiết cho việc làm giàu. Nếu bạn nhận thấy mình đang ở dòng chảy dẫn tới sự nghèo khó, hãy nghĩ rằng bạn đang có trong mình sức mạnh để có thể đưa bạn sang một dòng chảy khác dẫn tới sự giàu có. Mái chèo của bạn chính là những triết lý và nguyên tắc được viết ra trong cuốn sách này. Chúng có thể giúp cho bạn nếu bạn ứng dụng và sử dụng chúng. Nếu chỉ đọc và nhận xét thoáng qua, thì cho dù là một dòng chảy hay nhiều dòng chảy cũng sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn. Hãy cầm lấy mái chèo trong tay và hành động. Một số người đã được trải nghiệm khi ở giữa những dòng chảy tích cực và tiêu cực của cuộc đời. Có những lúc họ ở bên này,
thời điểm khác họ lại ở bên kia. Thời điểm kinh tế khó khăn gần đây đã gạt hàng triệu con người từ dòng chảy tích cực sang dòng chảy tiêu cực của cuộc sống. Hàng triệu con người ấy đang phải vật lộn trong sự sợ hãi, tuyệt vọng để quay trở lại dòng chảy tích cực trước đây. Cuốn sách này được viết ra đặc biệt dành cho họ. Nghèo hèn và giàu sang thường thế chỗ cho nhau. Những điều kiện kinh tế thay đổi một cách nhanh chóng đã mang đến và đang dạy cho thế giới này bài học. Cho dù có rất nhiều người không nhớ lâu về bài học đó, nghèo đói có thể thế chỗ cho giàu sang. Sự thay đổi đó chỉ xảy ra thông qua những kế hoạch và được vạch ra cụ thể, được thực hiện chính xác và cẩn trọng. Ngược lại, nghèo hèn thì không cần kế hoạch nào cả. Nghèo hèn có bản chất liều lĩnh và tàn nhẫn. Giàu sang lại hay rụt rè và nhút nhát. Nên muốn có được nó, bạn phải mất công chinh phục. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Kết Nối Sách. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. 10. Bí mật của chuyển hóa tình dục. Bước thứ 10 trên nấc thang giàu có. Ý nghĩa của từ chuyển hóa, nói theo cách đơn giản là biến đổi một nhân tố hay một dạng năng lượng thành một dạng năng lượng khác. Cảm xúc tình dục là một trạng thái của nhận thức. Do không hiểu biết trong lĩnh vực tình dục, hầu hết chúng ta thường hiểu sai, tình dục chỉ là nhu cầu sinh lý của con người. Vì có những ảnh hưởng không chính xác tới hầu hết những người bị lệ thuộc vào nhận thức hạn chế của họ về tình dục, nên ở đây đề cập đến những khía cạnh vật chất hoàn toàn trong sáng, có thể tạo ra những cảm xúc mạnh mẽ trong nhận thức của con người. Thậm chí những cảm xúc này còn thường mang tính phá hủy và xu hướng tiêu cực. Ẩn chứa đằng sau cảm xúc tình dục là ba tiềm năng tích cực, đó là duy trì nòi giống, giữ sức khỏe tinh thần và thể chất, biến những con người tầm thường thành thiên tài nhờ sự chuyển hóa cảm xúc. Cảm xúc về tình dục là thứ cảm giác mạnh mẽ nhất trong số tất cả các cảm xúc của con người. Sử dụng nó một cách đúng đắn và hòa hợp với tất cả các khía cạnh khác trong cuộc sống sẽ đem lại kết quả tích cực và một sức khỏe tốt. Những người làm được điều đó có thể phát huy trí tưởng tượng, lòng can đảm, ý chí, phẩm chất kiên định và khả năng sáng tạo mà trước đây chưa từng được khám phá. Cảm xúc này mạnh đến mức nó có thể chế ngự con người, khiến họ phải liều mạng hy sinh danh dự, thậm chí cả tính mạng để có được nó. Nếu chúng ta biết cách kiểm soát được thứ cảm xúc này và hướng nó vào những việc cần thiết, thì điểm mạnh xuất phát từ thứ tình cảm đó như trí tưởng tượng, lòng dũng cảm sẽ mạnh mẽ và được tận dụng một cách hiệu quả hơn. Nó có thể được dùng như sức mạnh sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật tạo hình, cũng như trong bất kỳ công việc nào khác, và dĩ nhiên là cả việc tích lũy tài sản nữa. Chuyển hóa năng lượng tình dục đòi hỏi sức mạnh ý chí, và chắc chắn những nỗ lực ấy sẽ được đền đáp xứng đáng. Ham muốn tình dục là bẩm sinh và là bản chất tự nhiên của con người. Vì vậy, chúng ta không thể loại bỏ hay tiêu diệt được cảm xúc đó, nhưng chúng ta có thể kiểm soát nó hay ra lệnh cho hành vi của mình. Bạn chỉ có thể chặn một dòng sông và kiểm soát nó trong một thời gian, nhưng nếu không được giải thoát thì sớm hay muộn nước cũng tràn bờ. Cảm xúc tình dục cũng tương tự như vậy. Nó có thể bị kiểm soát và chế ngự trong một khoảng thời gian, nhưng vì lý do bản năng, nó sẽ tìm cách để thoát ra và thể hiện dưới một hình thức nào đó. Nếu không được biểu đạt dưới hình thức tích cực, nó sẽ được thể hiện ở những dạng tiêu cực. Và trên thực tế, thật may mắn là có một số người khám phá và hiểu được sức mạnh của cảm xúc tình dục này. Họ đã tìm cách thể hiện nó dưới dạng nỗ lực sáng tạo, đưa họ lên mức độ thiên tài. Nghiên cứu khoa học đã cho thấy có hai điểm nổi bật như sau. Những thành tựu cao nhất thường là của những người có bản chất tình dục phát triển mạnh và nắm được nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc tình dục. Nhìn chung, những người thành đạt và trở thành triệu phú hoặc nổi tiếng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, tạo hình, kiến trúc và công nghiệp thường đạt tới đỉnh cao do ảnh hưởng của tình yêu sâu đậm với người khác. Những kết luận này được rút ra trên cơ sở nghiên cứu và phân tích tiểu sử và lịch sử của rất nhiều người trong suốt hơn 2.000 năm qua. Và cho dù họ là nam hay nữ, thì những thành tựu vĩ đại của họ bao giờ
cũng chứng tỏ bằng họ sở hữu bản chất giới tính phát triển rất cao. Cảm xúc tình dục là thứ cảm xúc không thể cưỡng lại. Khi bị nó điều khiển, bạn dường như có một sức mạnh phi thường. Hiểu được điều này, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy sự chuyển hóa tình dục có thể khiến bạn từ một người bình thường thành một thiên tài. Cảm xúc tình dục chứa đựng bí mật về khả năng sáng tạo. Nếu bạn phá hoại cảm xúc tình dục trong một con người hay thậm chí một con quái vật đi chăng nữa, tức là đã lấy đi nguồn sức mạnh chính yếu của họ. Một chú bò hung hãn sau khi bị thiến sẽ trở nên hiền lành và ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Lấy đi khả năng tình dục của bất cứ loài vật giống đực nào cũng có nghĩa là lấy đi khả năng chiến đấu của chúng. Thay đổi giới tính với các loài giống cái cũng có những ảnh hưởng tương tự. 10 điều kích thích tâm trí. Nhận thức của con người thường hay phản ứng tới những tác nhân kích thích như sự nhiệt tình, trí tưởng tượng, sáng tạo và những mong muốn mãnh liệt. Tâm trí con người phản ứng một cách tự nhiên nhất với những nhân tố sau. 1. Ham muốn tình dục. 2. Tình yêu. 3. Khao khát danh tiếng, quyền lực, thành đạt về tài chính, tiền bạc. 4. Âm nhạc. 5. Tình bạn thân thiết giữa người cùng giới hoặc khác giới. 6. Liên minh trí tuệ ưu tú dựa trên sự thân thiết và hòa hợp của hai hoặc nhiều người có sự liên kết về tinh thần hay đời sống hàng ngày. 7. Đồng cam cộng khổ, như trường hợp những người cùng bị ngược đãi. 8. Tự kỷ ám thị. 9. Sợ hãi. 10. Rượu và ma túy. Đứng đầu danh sách này là ham muốn tình dục. Nó tác động đến nhận thức mạnh mẽ và hiệu quả nhất. Nó đánh thức mọi giác quan của trí óc và buộc ta phải hành động. Trong số 10 nhân tố kích thích nói trên, thì 8 nhân tố mang tính chất tự nhiên và xây dựng, 2 nhân tố là tiêu cực. Danh sách này giúp bạn hiểu rõ và so sánh các nguồn kích thích tác động đến nhận thức mạnh nhất. Cảm xúc tình dục chính là sức mạnh to lớn nhất và có ảnh hưởng mạnh mẽ khiến bộ não của bạn làm việc hiệu quả. Đây cũng là nhân tố kích thích bạn có được những hành động tốt nhất. Sự so sánh này rất cần thiết. Nó như một nền tảng để chứng minh rằng sự chuyển hóa năng lượng tình dục có thể giúp một con người bình thường trở thành thiên tài. Hãy cùng tìm hiểu xem điều gì tạo nên một thiên tài. Có một định nghĩa chính xác về thiên tài. Thiên tài là những người hiểu được phải tác động đến cường độ suy nghĩ như thế nào cho tốt nhất để đạt đến đỉnh cao của khả năng trí tuệ. Nhờ đó mà chúng ta có thể tự do tiếp xúc được với tất cả các nguồn kiến thức mà nhận thức tư duy bình thường không thể làm được. Nếu ai đó là người thích tư duy, sẽ thắc mắc và ham muốn tìm hiểu rõ hơn về định nghĩa này. Câu hỏi đầu tiên, làm thế nào thiên tài có thể tiếp xúc với những nguồn kiến thức mà người bình thường không tiếp xúc được? Câu hỏi thứ hai, liệu có tồn tại những kiến thức dành riêng cho các thiên tài không? Và nếu có thì đó là nguồn nào và làm thế nào để nhận ra chúng? Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những dữ liệu để bạn có thể tự chứng minh và trả lời được cả hai câu hỏi trên. Thiên tài phát triển thông qua giác quan thứ 6. Sự tồn tại của giác quan thứ 6 được xác định khá rõ nét. Giác quan thứ 6 chính là trí tưởng tượng sáng tạo. Hầu hết chúng ta đều không sử dụng năng lượng tưởng tượng trong sáng tạo trong suốt cuộc đời mình. Và nếu có, cũng chỉ do tình cờ thôi. Chỉ có thiên tài mới biết tận dụng nó một cách có ý thức và tự nhiên. Khả năng về trí tưởng tượng sáng tạo là mối liên kết trực tiếp giữa trí tuệ hữu hạn của con người với trí tuệ vô hạn. Tất cả những gì được gọi là sự mặc khải hay tất cả những khám phá của nguyên tắc cơ bản hoặc các nguyên lý mới trong lĩnh vực phát minh đều diễn ra thông qua khả năng tưởng tượng sáng tạo. Khi một ý nghĩ hay một quan niệm bất chợt lóe lên trong đầu bạn, nó chỉ có thể xuất phát từ một hay những nguồn sau. Trí tuệ vô hạn, tiềm thức, nơi hội tụ của những cảm giác và xung lượng ý nghĩ được đưa lên não qua năm giác quan. Tiềm thức của một người khác, người vừa đưa ra ý kiến, ý tưởng, tư duy có ý thức. Tiềm thức của một người khác nữa. Nguồn đầu tiên, thứ ba và thứ tư có được là nhờ một số quá trình hoặc quy trình bí mật nào đó. Có lẽ là những giác quan bổ sung trong tự nhiên và sự hiển thị mà chúng ta đưa ra để giải thích và thậm chí hoàn toàn không hiểu được.
Điều chúng ta hiểu được là những nguyên lý được rút ra hàng ngày xung quanh trái đất này, và không có nguồn nào khác để ta có thể nhận được những ý kiến đầy cảm hứng hoặc những trực giác sáng tạo. Chức năng của trí tưởng tượng sáng tạo sẽ là thể hiện tốt nhất khi đầu óc được hoạt động hay được làm việc, tập trung, rung động, như kết quả của một số dạng kích thích tâm trí, ở cường độ và nhận thức cao hơn với những suy nghĩ bình thường khác. Khi não bộ của con người được kích thích bởi một hay nhiều hơn trong số 10 nhân tố kích thích vừa được liệt kê, thì đầu óc của người đó sẽ vượt xa hẳn những suy nghĩ tầm thường hàng ngày và cho phép họ có thể mường tượng được khoảng cách, phạm vi và tính chất của những ý tưởng vốn không có sẵn ở một mặt bằng kiến thức thấp hơn. Giống như khi bạn đang giải quyết những khó khăn thường gặp trong kinh doanh vậy. Khi được nâng lên tầm tư duy cao hơn, dưới sự tác động của bất kỳ yếu tố kích thích nào, nói theo cách khác, nó giống như việc một người đang được bay trên không với chiếc tàu lượn và trước mắt là khoảng không quang đãng, tầm nhìn của người đó sẽ được mở rộng ra xa. Thêm nữa là từ độ cao đó, chúng ta không bị hạn chế bởi những yếu tố ảnh hưởng tới nhận thức. Chúng ta hoàn toàn tự do và không bị ràng buộc bởi các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày như ăn, mặc, ở. Chúng ta được sống trong thế giới của tư duy và những yếu tố tác động đến công việc hàng ngày chỉ còn giống như những ngọn núi, thung lũng nằm bên dưới. Khi ở tầm tư duy này, trí tưởng tượng sáng tạo tự do, mặc sức thể hiện, mở đường đến giác quan thứ 6. Bộ não của chúng ta có khả năng tiếp nhận những ý tưởng mà trong điều kiện bình thường khác chúng ta sẽ không thể có được. Giác quan thứ 6 đánh dấu sự khác biệt giữa một thiên tài và một người bình thường. Bạn càng sử dụng khả năng sáng tạo mà tạo hóa ban cho, thì nó lại càng trở nên sắc sảo và nhạy bén với những yếu tố nảy sinh ngoài ý thức của bạn, như linh cảm, nguồn cảm hứng, sự hiểu biết sâu sắc. Chúng ta chỉ có một cách để phát triển và hoàn thiện khả năng này, đó là sử dụng nó. Các nghệ sĩ, nhà văn, nhạc sĩ và nhà thơ lớn đều trở thành những con người vĩ đại. Họ có thói quen lắng nghe và tin tưởng vào tiếng nói thì thầm vang lên từ bên trong thông qua trí tưởng tượng sáng tạo. Bất kỳ ai có trí tưởng tượng nhạy bén đều biết rằng những ý tưởng tốt nhất đều có nguồn gốc từ linh cảm. Một nhà văn hùng biện nổi tiếng từng thừa nhận rằng các bài diễn văn của ông chỉ thành công khi ông nhắm mắt lại và hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng sáng tạo của mình. Khi được hỏi tại sao ông thường nhắm mắt trước phần cao trào trong những bài diễn thuyết của mình, ông trả lời: "Tôi làm như vậy bởi khi đó tôi diễn thuyết bằng những ý tưởng đến với tôi từ bên trong." Một trong những nhà kinh doanh tài chính nổi tiếng và thành đạt nhất nước Mỹ có thói quen nhắm mắt vài phút trước khi đưa ra quyết định về một việc nào đó. Khi được hỏi ông làm vậy để làm gì, ông trả lời: "Bằng cách đó, ông có thể tiếp cận được với trí tuệ vô hạn." Tiến sĩ Elmer Gates ở vùng Chevy Chase, bang Maryland, có hơn 200 phát minh hữu ích nhờ quá trình sử dụng và tu dưỡng khả năng sáng tạo. Phương pháp của ông vừa ý nghĩa vừa thú vị với những người muốn trở thành thiên tài. Và bản thân ông chính là một trong số đó. Ông là một trong số các nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới, dù không được nhiều người biết đến. Ông có một phòng giao tiếp cá nhân ngay trong phòng thí nghiệm của mình. Căn phòng được cách âm và không cho ánh sáng lọt vào. Giữa căn phòng có một chiếc bàn nhỏ và giấy viết. Trước cái bàn, trên tường là một cái nút điện điều khiển ánh sáng. Mỗi khi ông cần đến sự trợ giúp của trí tưởng tượng sáng tạo để tiếp cận với những lực lượng vô hình siêu nhiên, ông lại bước vào căn phòng này, ngồi vào bàn, giảm ánh sáng và tập trung toàn bộ tư tưởng dựa vào đặc tính hiện có của phát minh mà ông đang nghiên cứu. Ông cứ ngồi ở trạng thái đó cho tới khi những ý tưởng liên quan đến những đặc tính còn chưa biết của phát minh này lóe lên trong đầu ông. Một lần, những ý tưởng của ông cứ tuôn chảy liên tục trong suốt 3 giờ đồng hồ. Tay ông viết lại những suy nghĩ đó ra giấy. Sau đó, ông kiểm tra lại những gì mình viết. Ông phát hiện ra rằng những ý tưởng đó đang mô tả về những nguyên tắc mới mà từ trước đến nay chưa được ai biết đến. Ngoài ra, những nguyên tắc này được thể hiện rất thông minh và giải quyết được hầu hết những vấn đề mà ông đang trăn trở. Tiến sĩ Gates kiếm sống bằng cách ngồi nghĩ ý tưởng cho những đơn đặt hàng của hàng loạt công ty và cá nhân khác nhau. Một trong những công ty lớn nhất nước Mỹ đã trả ông rất nhiều tiền cho mỗi giờ ngồi tư duy những ý tưởng như vậy. Khả năng suy luận thường không hoàn hảo,
vì nó được dẫn dắt bởi kinh nghiệm của một người nào đó tích lũy được. Tôi cần nhấn mạnh rằng không phải những kiến thức có được nhờ kinh nghiệm bao giờ cũng chính xác. Những ý tưởng có được nhờ trí tưởng tượng sáng tạo sẽ hiệu quả và đáng tin cậy hơn nhiều, bởi chúng đến từ những nguồn đáng tin cậy mà óc suy luận sử dụng. Điểm khác biệt giữa nhà phát minh thiên tài với những nhà phát minh bình thường ở chỗ, nhà phát minh tài năng biết sử dụng trí tưởng tượng sáng tạo, trong khi những nhà phát minh khác không hiểu chút gì về nó. Các nhà bác học như Edison và tiến sĩ Gates sử dụng cả hai khả năng tưởng tượng tổng hợp và khả năng tưởng tượng sáng tạo. Đầu tiên, họ sẽ kết hợp, phân tích tất cả những tư tưởng và nguyên tắc đã biết nhờ kinh nghiệm thông qua khả năng tổng hợp hay khả năng suy luận. Nếu những kiến thức này không thể giải quyết được những vấn đề cho phát minh của họ, thì họ sẽ sử dụng những nguồn kiến thức khác từ trí tuệ vô hạn mà chỉ có khả năng sáng tạo mới có thể giúp họ tiếp cận được. Phương pháp có thể khác nhau tùy theo cá nhân, nhưng về bản chất thì quá trình đó diễn ra như sau. Họ kích thích khối óc để tư duy vượt trên mức tư duy trung bình thông qua một hay nhiều trong số 10 nhân tố kích thích trí tuệ đã được nói ở trên. Sau đó, họ tập trung toàn bộ tư tưởng đến những nhân tố đã biết, phần công việc đã hoàn thành trong phát minh, rồi tưởng tượng bức tranh toàn cảnh những điểm chưa biết, phần công việc chưa hoàn thành của phát minh ấy. Họ lưu giữ bức tranh đó trong đầu cho tới khi đi vào tiềm thức, sau đó thư giãn và chờ đợi câu trả lời lóe lên trong tâm trí. Đôi khi, kết quả có ngay lập tức và rõ ràng, nhưng cũng có khi mang lại tính tiêu cực. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào giác quan thứ 6, hay còn gọi là khả năng sáng tạo của họ. Edison đã sử dụng trí tưởng tượng tổng hợp của mình để thử nghiệm hơn 10.000 cách kết hợp khác nhau các ý tưởng của ông trước khi ông thật sự kích hoạt trí tưởng tượng sáng tạo và nhận được câu trả lời để hoàn thiện việc sáng tạo ra bóng đèn, dây tóc. Ông cũng đã làm vậy trong quá trình phát minh ra máy ghi âm. Có rất nhiều bằng chứng đáng tin cậy cho thấy trí tưởng tượng sáng tạo có tồn tại. Chúng ta có thể nghiên cứu và phân tích cuộc đời và sự nghiệp của những nhân vật thành công lớn, cho dù họ không hề được chuẩn bị trước kiến thức hay trí tuệ đặc biệt nào để minh chứng cho điều này. Một ví dụ tuyệt vời về Tổng thống vĩ đại Lincoln khi ông phát hiện ra mình có khả năng sáng tạo. Ngay sau buổi gặp gỡ với nàng Annie Roulette, phấn khích bởi tình yêu, ông đã phát hiện ra và sử dụng khả năng này. Tình yêu luôn là sức mạnh có ảnh hưởng đặc biệt nhất khi nó trở thành nguồn gốc của quá trình trở thành thiên tài của một người bình thường. Trong lịch sử loài người, có rất nhiều những ví dụ về ảnh hưởng mạnh mẽ của tình yêu đến thành công của những người vĩ đại. Những người đã đánh thức khả năng sáng tạo trong tâm trí họ thông qua kích thích mong muốn giới tính. Một trong số họ là Hoàng đế Napoleon Bonaparte, người có tình yêu mạnh mẽ với nàng Josephine, người vợ đầu tiên của ông. Sau này, ông trở thành vị hoàng đế tài ba của quân đội hùng mạnh nước Pháp. Khi lý trí của ông bắt ông phải từ bỏ Josephine, ông bắt đầu trượt dốc. Ông đã thất bại và ra đi trong cô đơn tại đảo St. Helens. Nhận thức của con người nhất thiết phải được kích thích. Nhân tố kích thích quan trọng nhất đó là cảm xúc tình dục. Nếu chúng ta biết cách chuyển hóa cảm xúc tình dục và hướng nó vào việc có ích và cần thiết, thì tư duy của chúng ta sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết được những điều nhỏ nhặt hay muộn phiền của cuộc sống này. Những thứ mà khi tư duy của chúng ta ở tầm thấp, chúng ta đã phải tốn nhiều công sức cho nó. Thật không may, chỉ có những thiên tài mới khám phá ra được điều này. Những người khác chấp nhận sự trải nghiệm về cảm xúc mạnh mẽ của tình dục mà không khám phá được sức mạnh vô hạn của nó. Số lượng thiên tài khám phá được điều này là một con số rất nhỏ so với lượng lớn những người bỏ qua nó. Tôi chắc rằng bạn không thể tìm thấy nhân vật lịch sử nào có được những thành tựu vĩ đại mà lại không có nguồn cảm hứng từ cảm xúc tình yêu hay khả năng tình dục kém. Nhưng không hẳn là bất cứ ai có khả năng tình dục cao thì đều trở thành thiên tài. Chỉ những người biết cách kích thích nhận thức của mình để tiếp cận với nguồn sức mạnh thông qua trí tưởng tượng, sáng tạo thì mới có cơ hội để trở thành thiên tài. Và một trong những tác nhân kích thích mạnh mẽ nhất là năng lượng tình dục. Tuy nhiên, cảm xúc tình dục chưa đủ để rèn luyện một người trở thành thiên tài. Nó cần được biến đổi từ dạng mong muốn được va chạm thể xác thành một dạng mong muốn và hành động khác trước khi con người đạt đến mức độ thiên tài. Con người có thể trở thành thiên tài nhờ ham muốn tình dục, nhưng hầu hết chúng ta lại không hiểu được sức mạnh to lớn này
hoặc quá lạm dụng nó, chúng ta tự biến mình thành động vật cấp thấp hơn. Tại sao hầu hết mọi người đều hiếm khi thành công trước 40 tuổi? Sau khi phân tích kỹ hơn 25.000 trường hợp, tôi rút ra kết luận rằng ít ai có được thành công lớn nếu ở độ tuổi dưới 40. Họ thường bắt đầu trên đà thành công khi đã gần 50 tuổi. Thực tế này làm tôi vô cùng kinh ngạc và tôi quyết định nghiên cứu nguyên nhân của nó một cách cẩn thận. Vì thế tôi đã thực hiện cuộc điều tra trong hơn 12 năm liền. Nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn người chưa đạt đến độ tuổi 40 hoặc 50 thường lạm dụng năng lượng tình dục của mình. Nhiều người không hiểu được rằng ham muốn tình dục có khả năng khác vượt xa hơn sự va chạm về thể xác đơn thuần. Khi họ hiểu được điều này thì dường như đã quá muộn vì họ đã tiêu tốn nhiều năm khi khả năng tình dục ở thời kỳ cao độ trước độ tuổi 45-50. Tuy nhiên, có nhiều người dù đã bước qua ngưỡng tuổi 40 nhưng vẫn tiếp tục phung phí dục năng thay vì biết cách biến đổi và sử dụng chúng vào những mục đích tốt hơn. Như vậy là loại năng lượng tinh tế mạnh mẽ nhất đã bị bỏ đi. Trong tất cả các loại cảm xúc của con người thì năng lượng tình dục là loại cảm xúc mạnh mẽ và khó kiểm soát nhất. Nó cũng có khả năng kích thích lớn nhất. Vì vậy, nếu cảm xúc đam mê, ham muốn đó được chuyển hóa vào trong những việc cần thiết thì nó sẽ giúp chúng ta thành công ở trong một số lĩnh vực. Trong lịch sử nhân loại, có rất nhiều thiên tài xuất hiện nhờ những tác nhân kích thích tác động vào nhận thức giống như rượu hay chất nghiện. Edgar Allan Poe đã sáng tạo ra tác phẩm The Raven, con quạ. Sau khi uống rất nhiều rượu và mơ những giấc mơ mà ngay cả người chết cũng chưa từng dám mơ, James Whitcomb Riley đã viết nên tác phẩm hay nhất của mình cũng nhờ có rượu. Robert Burns viết bài thơ Auld Lang Syne khi đang say. Nhưng nhiều người trong số này cuối cùng cũng hủy hoại bản thân mình. Thiên nhiên đã chuẩn bị sẵn và ban tặng cho con người nhiều thứ như tình yêu sâu sắc, ham muốn tình dục, sức mạnh của tự kỷ ám thị. Qua đó, con người có thể khuyến khích nhận thức của họ một cách an toàn và nâng lên tầm cao mới. Có được những suy nghĩ và tư duy tuyệt vời đến từ những nơi không ai biết được. Không có sự hài lòng nào có thể thay thế được những nhân tố kích thích của tạo hóa. Như vậy, tình cảm của con người vẫn là thứ kiểm soát thế giới và nền văn minh nhân loại. Trong hành vi của con người, họ thường dựa vào cảm giác nhiều hơn lý trí. Mọi nhận thức và hoạt động của con người phần lớn được thực hiện nhờ vào cảm xúc hay mong muốn mãnh liệt, chứ không phải là do lý trí. Cảm xúc tình dục là loại tình cảm mạnh mẽ nhất trong số các loại tình cảm. Cho dù chúng ta kết hợp tất cả những tác nhân khác lại với nhau, thì cảm xúc tình dục vẫn luôn là tác nhân mạnh mẽ nhất. Việc kích thích hay tác động tạm thời hoặc thường xuyên đến nhận thức là để nâng cao hay cải thiện khả năng hoặc cường độ suy nghĩ. 10 tác nhân được liệt kê bên trên hay được dùng đến nhất. Nếu biết kết hợp chúng lại với nhau, bạn có thể tiếp cận được trí tuệ vô hạn. Hoặc nếu chúng ta mong muốn và có ý chí, chúng ta có thể tiếp cận được cả kho tàng tiềm thức của người khác. Chính quá trình này tạo nên thiên tài. Một người thầy, người đã dạy và đào tạo hơn 30.000 nhân viên bán hàng, đã phát hiện ra điều đặc biệt là những người làm việc tốt nhất cũng chính là những người tự tin nhất về khả năng tình dục của mình. Đó chính là sự hấp dẫn hoặc quyến rũ của người đó, và sự hấp dẫn này chính là năng lượng tình dục. Những người có khả năng sinh lý mạnh mẽ thường hấp dẫn hơn hẳn so với người khác. Ai hiểu được điều này, biết cách phát triển và hoàn thiện nó sẽ có được ưu thế hơn hẳn so với những người khác. Bạn có thể cảm nhận được sự hấp dẫn của họ thông qua cái bắt tay. Qua cái bắt tay cũng đủ để biết rằng bạn có quyến rũ hay không. Giọng nói. Sự hấp dẫn hoặc năng lượng tình dục khiến cho giọng nói có âm thanh đặc biệt. Nó trở nên du dương, êm ái và rất dễ nghe. Tư thế và dáng điệu cơ thể. Những người có sinh lý phát triển thường đi lại nhẹ nhàng, uyển chuyển và đơn giản. Xung lực ý nghĩ. Những người có sinh lý phát triển thường thể hiện cảm xúc tình dục rất mạnh mẽ và gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Phong cách ăn mặc. Họ thường rất hay để ý đến vẻ ngoài của mình. Họ biết cách lựa chọn kỹ quần áo phù hợp với cá tính, vóc dáng, màu da của mình.
Khi phỏng vấn một nhân viên bán hàng, việc đầu tiên của nhà quản lý là đánh giá về vẻ hấp dẫn của họ. Những người thường xuyên bị ức chế hoặc dục năng kém không bao giờ có được sự nhiệt tình, hoặc không bao giờ có thể thu hút người khác bằng sự nhiệt tình của mình. Mà trong công việc bán hàng, sự năng động, nhiệt tình lại là một phẩm chất vô cùng quan trọng. Tương tự như vậy, những người hay thuyết trình trước công chúng như các nhà truyền giáo, diễn giả hay luật sư thiếu sự quyến rũ giới tính sẽ thất bại khi cố gắng gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Một nhân viên bán hàng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu biết cách biến đổi năng lượng tình dục của mình thành một lòng nhiệt tình bán hàng một cách có ý thức hoặc vô thức. Từ đây, có thể rút ra những kết luận thực tiễn và hữu ích của sức mạnh chuyển hóa từ tình dục. Sử dụng tốt hơn sức mạnh của tình dục chính là mục đích diễn giải của chương này. Kẻ say tình giống như kẻ nghiện ngập. Cả hai loại này đều không thể kiểm soát được lý trí của mình. Lạm dụng tình dục có thể không phá hủy lý trí, nhưng nó có thể dẫn đến tình trạng có hại hoặc khiến tâm thần có vấn đề tạm thời hoặc vĩnh viễn. Đa số những trường hợp hoang tưởng đều phát sinh từ những thói quen là kết quả của việc hiểu sai chức năng thực chất của tình dục. Để có những minh chứng rõ ràng về thời điểm thành đạt tốt nhất của một đời người bắt đầu sau độ tuổi 40, hãy nghiên cứu tiểu sử của những người thành công nhất nước Mỹ. Sau độ tuổi 40, Henry Ford đã đạt được thành công lớn. Andrew Carnegie còn cao tuổi hơn khi ông bắt đầu gặt hái thành công trong sự nghiệp của mình. James Hill ngồi gõ điện tín khi ông 40 tuổi rồi, sau đó ông bắt đầu trở nên nổi tiếng. Nói tóm lại, qua tìm hiểu về tiểu sử của những nhà công nghiệp và tài chính thành đạt ở Mỹ, thì thời gian có hiệu quả cao nhất cho thành công của một đời người là từ 40 đến 60. Ở độ tuổi giữa 30 và 40, người ta bắt đầu học, nếu họ đã từng học, về sự chuyển hóa của cảm xúc tình dục. Khám phá này thường là tình cờ. Họ có thể quan sát thấy rằng sức mạnh của việc nỗ lực đạt được thành công tăng lên trong độ tuổi từ 35 đến 40, nhưng hầu hết đều không hiểu nguyên nhân của những thay đổi này. Thực tế là tạo hóa đã bắt đầu kết hợp những cảm xúc của tình yêu và tình dục trong mỗi con người ở độ tuổi từ 30 đến 40 để họ có thể có được những sức mạnh to lớn và ứng dụng chúng để kích thích hành động. Tình yêu, sự lãng mạn và tình dục đều là những cảm xúc có thể đưa con người đến với những thành công vĩ đại. Tình yêu giống như một chiếc van an toàn, nó giúp chúng ta cân bằng, tự chủ và có một tinh thần tích cực. Ba cảm xúc này kết hợp với nhau có thể giúp một người bình thường trở thành thiên tài. Cảm xúc là một trạng thái nhận thức. Tạo hóa đã ban cho con người một phương thức tâm trí mà cách thức hoạt động của nó cũng tương tự như những nguyên tắc phản ứng hóa học. Ai cũng hiểu rõ tầm quan trọng của hóa học. Một số chất hóa học tuy bản thân không độc, nhưng nếu được trộn lẫn với nhau, có thể tạo thành những chất độc chết người. Các loại cảm xúc của con người cũng vậy. Nếu kết hợp không đúng, cũng có thể trở thành chất độc. Cảm xúc tình dục và sự ghen tị hoàn toàn có thể biến con người thành một con thú điên và mất trí. Con người để trở thành một thiên tài gồm sự phát triển, kiểm soát và sử dụng đúng đắn tình dục, tình yêu và những cảm xúc lãng mạn. Quá trình này bao gồm việc khuyến khích sự hiện diện của những cảm xúc đó cho những tư duy thống trị trong tâm trí và loại bỏ sự hiện diện của những cảm xúc mang tính phá hoại. Tâm trí là nô lệ của thói quen. Nó phát triển nhờ những suy nghĩ thống trị. Nhờ sức mạnh ý chí mà con người có thể tự hình thành nên những ý nghĩ tích cực. Nếu bạn có ý chí, thì việc kiểm soát nhận thức của bạn không có gì khó cả. Kiểm soát bắt nguồn từ lòng kiên trì và thói quen. Bí quyết của kiểm soát ẩn chứa ngay trong sự hiểu biết về tiến trình chuyển hóa tình dục. Nếu bạn đang phải đối mặt với cảm xúc tiêu cực, bạn hoàn toàn có thể biến chúng thành những cảm giác tích cực bằng cách hướng ý nghĩ của mình về những thứ hay những việc làm tích cực mang tính chất xây dựng. Bạn hãy thử nhớ lại những ngày tháng mà cảm xúc trong bạn ngập tràn tình yêu. Những ký ức như vậy có thể giúp bạn cảm thấy giảm nhẹ những suy nghĩ dằn vặt và tiêu cực trong thời điểm hiện tại. Chúng sẽ giúp bạn thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn và biết đâu đấy, trong khi hồi tưởng lại ký ức cũ, bạn lại gặp được một tư tưởng hay một kế hoạch bất ngờ nào đó có khả năng thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn, hay ít ra cũng là tinh thần của bạn lúc đó. Nếu bạn cho rằng mình kém may mắn vì đã từng yêu và thất bại, thì hãy nghĩ lại
Bởi nếu bạn đã yêu thật sự, bạn sẽ không bao giờ thất bại hoàn toàn. Tình yêu đến một cách tự nhiên và ra đi không hề báo trước. Bạn hãy cảm thấy hạnh phúc khi tình yêu vẫn còn bên bạn và đừng mất nhiều thời gian than khóc khi nó ra đi. Việc than khóc, tự trách mình sẽ chẳng thể khiến tình yêu trở lại. Bạn cũng phải gạt bỏ ý nghĩ rằng tình yêu chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Tình yêu sẽ không khiến mọi người thất vọng, và nếu họ hiểu được sự khác nhau giữa cảm xúc tình yêu với cảm xúc tình dục, điều khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ tình yêu thuộc về tinh thần, còn tình dục thuần túy là vấn đề sinh lý. Tình yêu như hóa học, còn tình dục là vật lý học. Không có bằng chứng nào chứng tỏ rằng việc đụng chạm đến trái tim của con người bằng sức mạnh tinh thần có thể gây nguy hại đến họ, ngoại trừ chính những suy nghĩ ấu trĩ và ghen tị. Không còn nghi ngờ gì khi nói tình yêu là trải nghiệm tuyệt vời nhất của cuộc sống. Nó giúp cho con người tiếp cận với trí tuệ vô hạn. Khi kết hợp với cảm xúc đam mê và tình dục, tình yêu sẽ chắp cánh cho những ai có nỗ lực sáng tạo để họ có thể bay cao hơn. Cảm xúc tình yêu và cảm xúc tình dục và lãng mạn là chiếc kiềng ba chân vĩnh cửu của những chiến công tạo ra thiên tài trong mỗi con người. Tạo hóa đã tạo ra những thiên tài mà không cần bất cứ sức mạnh nào khác. Tình yêu có rất nhiều sắc thái, khía cạnh và màu sắc khác nhau. Tình yêu dành cho cha mẹ hoặc dành cho con cái hoàn toàn khác với tình yêu đôi lứa. Tình yêu đôi lứa được kết hợp với tình dục, còn tình yêu khác thì không. Cũng có những cảm xúc tình yêu dành cho những nhân vật vô tri vô giác, như tình yêu dành cho những tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa. Những tình cảm mãnh liệt nhất chính là cảm xúc của tình yêu kết hợp với cảm xúc của tình dục. Nếu hôn nhân không có trải nghiệm tình dục và tình yêu lành mạnh, thì hôn nhân đó sẽ dễ dàng tan vỡ. Tình dục cũng vậy, nhưng nếu cả tình yêu và tình dục cùng kết hợp với nhau, thì hôn nhân sẽ vững bền và hạnh phúc. Sự say mê sẽ được bổ sung vào giữa hai cảm xúc trên. Mọi khó khăn đang tồn tại giữa đầu óc hạn chế của con người và trí tuệ vô hạn sẽ được xóa bỏ. Thiên tài bắt đầu được hình thành và bước thứ 10 để tiến đến giàu có sẽ có thể được kiểm soát. Các bạn vừa nghe xong nguyên tắc thứ 7, ra quyết định. Nguyên tắc thứ 8, kiên trì. Nguyên tắc thứ 9, sức mạnh của nhóm trí tuệ ưu tú. Và nguyên tắc thứ 10, bí mật của sự chuyển hóa tình dục trong cuốn sách 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu của tác giả Napoleon Hill. Các phần tiếp theo sẽ được phát sóng vào lần sau trên kênh YouTube Kết Nối Sách. Cùng đón xem nhé! Tôi là Tràng Mưa của Radio Kết Nối. Xin chào và hẹn gặp lại!